Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 58. Tuy một số vị khách cảm thấy rất hả lòng hả dạ khi chứng kiến Lương Kiêu bị đánh, nhưng cũng có không ít người phải đổ mồ hôi vì Tề Đẳng Nhàn. Tất nhiên bọn họ cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất dũng mãnh, nhưng nếu xử lý Lương Kiêu theo cách này thì thật sự khó mà sống sót nổi. Dừng tay lại, dám ra tay đánh người ở đảo Kim Ngân của tôi, xem ra cậu chán sống rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra, mọi người xung quanh đều gọi ông ta là ông chủ quan, tất nhiên đảo Kim Ngân chính là sản nghiệp của ông ta. Đi theo sau ông chủ quan còn có một đám tay chân do Liên Thắng phái đến, thấy Lương Kiêu bị Tề Đẳng Nhàn đánh gục trên mặt đất thì người nào người nấy đều vô cùng giận dữ. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, ông đây chắc là ông chủ quan đúng không? Đã nửa đêm rồi mà hắn còn muốn kỹ sư của tôi đi cùng hắn, tôi không đồng ý thì kêu người tới đánh tôi. Ông nói thử xem chuyện này phải tính toán thế nào đây? Tôi tới chỗ này của ông chơi mà lại gặp phải những chuyện không vui như vậy, bây giờ ông muốn bồi thường cho tôi ra sao đây? Ông chủ quan này tất nhiên cũng có rất nhiều tiền, Tề Đẳng Nhàn vội mừng thầm trong lòng, được được, lại có thêm một kẻ coi tiền như rác. Tề Đẳng Nhàn nghiện mấy trò tống tiền như thế này rồi, dù sao thì cách kiếm tiền này phải gọi là quá nhanh gọn. Ông chủ quan nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong thì không nhịn được bật tiếng cười nhạo, cậu nói cái gì? Tôi phải bồi thường cho cậu à? Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật đầu, nói tối nay nếu ông bồi thường gấp trăm lần chi phí mà tôi đã bỏ ra thì chúng ta giải quyết riêng chuyện này, không thì cũng khó nói trước lắm. Ông chủ quan nghe vậy thì tức tới mức trán suýt nổi gân xanh, con mẹ nó thằng ngốc này từ đâu chui ra vậy? Đã đánh Lương Kiêu rồi lại còn dám lừa tiền của ông ta sao? Hơn nữa vừa mở miệng đã đòi gấp trăm lần, coi đảo Kim Ngân này là cái máy rút tiền à? Thuộc hạ của Lương Kiêu móc con dao phay ra định xông lên bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang dẫm chân lên đầu Lương Kiêu thì trong chốc lát bọn họ đã rơi vào tình thế ném chuột sợ vỡ mình. Đừng nói là thái tử muốn kỹ sư của cậu đi theo ngài ấy, cho dù là muốn vợ của cậu hay thậm chí là mẹ ruột của cậu đi cùng với ngài ấy thì đó cũng là vinh hạnh của cậu. Cậu đã không biết điều thì thôi lại còn dám đánh người à? Bây giờ lập tức buông thái tử ra thì có thể tôi sẽ cho cậu chết nhẹ nhàng một chút. Ông chủ quan nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta cũng đang lo sợ, nếu như có chuyện gì xảy ra với Lương Kiêu ở địa bàn của ông ta thì ông ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì híp mắt lại, cười nói, may cho ông là cha tôi không có ở đây, nếu không thì ông có 9 cái đầu chó cũng không đủ cho ông ấy đập nát đâu. Tề Bất Ngữ không thể nói chuyện nên càng ghét những người thích nói tục, huống chi là cái kiểu lôi người nhà ra mắng này, nếu cha hắn thật sự có mặt ở đây thì có khi ông ta đã ăn một đấm vào mặt rồi. Nhân vật phản diện nào cũng có thể chết vì nói nhiều, nhưng Tề Bất Ngữ thì tuyệt đối không có khả năng. Vừa khai cuộc đã trực tiếp đánh chiêu chí mạng, không bao giờ lãng phí tiền bạc, là vị đại đương gia nổi tiếng với những phẩm chất tốt đẹp. Lương Kiêu cắn răng nói, cha mày là cái thá gì chứ? Tao sợ khi cha tao đến đây thì có thể dọa cha mày sợ đến mức câm nín. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói, mày cũng biết à? Sắc mặt ông chủ quan âm trầm, nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, mau thả thái tử ra, cậu không hiểu tiếng người sao? Nếu bây giờ cậu thả thái tử, tôi có thể đảm bảo người nhà cậu sẽ được an toàn, nhưng nếu cậu còn tự cao tự đại như vậy, cả nhà cậu đều phải chôn cùng cậu. Ồn ào, cứ ầm ĩ cái mẹ gì vậy, mát xa cũng không được yên. Đúng lúc này, Hoàng Kỳ Bân ở phòng bên cạnh xách quần đi ra, miệng thì liên tục chửi bới. Tề Đẳng Nhàn cười cười, mát xa thì mát xa, anh ta kéo lưng quần lên là sao đây? Ông chủ Hoàng, không có gì đâu, cậu cứ trở về chơi tiếp đi. Ông chủ quan hơi cau mày nhìn Hoàng Kỳ Bân. Hoàng Kỳ Bân thấy Tề Đẳng Nhàn đang dẫm lên đầu Lương Kiêu thì sửng sốt. Sau đó nói, chơi cái gì, tôi đưa anh em đến chỗ của ông để vui chơi, nhưng các người lại đang làm gì đây? Nghe xong ánh mắt của ông chủ quan trở nên lạnh lùng, anh em của cậu. Đây là người ông chủ Hoàng đưa đến sao? Ha ha! Hoàng Kỳ Bân nói, anh em của tôi muốn giải quyết như nào thì cứ làm như thế đi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Ông chủ quan nở nụ cười khinh bỉ, mày sủa cái gì? Một tên thương nhân nhỏ bé mà cũng dám nói chuyện như vậy với tao à? Lương Kiêu hét lên, tên họ Hoàng này là ai,
lập tức quỳ xuống cho tao, sau đó bảo người anh em ngu ngốc của mày buông tao ra, nếu không tao sẽ khiến cả nhà chúng mày không ngóc đầu lên nổi. Nghe xong Hoàng Kỳ Bân tỏ ra thích thú, chỉ cái mũi của mình, hỏi, ép chết cả nhà tôi à? Chát! Anh ta còn chưa làm trò xong, ông chủ quan đã tát vào mặt anh ta một cái đau điếng, khiến anh ta bất ngờ không kịp cảnh giác. Ông chủ quan nhe răng cười, thái tử nói như thế nào thì mày làm như thế đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, mẹ nó, ông chủ quan này thật dũng cảm, không chỉ muốn cho hắn tiền mà còn muốn nộp mạng cho Hoàng Kỳ Bân sao? Hoàng Kỳ Bân cũng bị cái tát này làm cho choáng váng, một lúc lâu sau, trên mặt anh ta nở một nụ cười nham hiểm. Ông chủ quan, hôm nay ông muốn chết dí ở đây đúng không? Thấy Hoàng Kỳ Bân không tức giận hay sợ hãi sau khi bị đánh, thậm chí còn nở nụ cười tâu toét, ông ta lập tức tát cho Hoàng Kỳ Bân một cái nữa. Tốt lắm, trên mặt Hoàng Kỳ Bân, hai dấu tay hai bên rất đối xứng. Cái tát này đã dập tắt nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Kỳ Bân, khiến anh ta trở lại trạng thái ngây người. Tề Đẳng Nhàn khiếp sợ nói, ông chủ quan, Tề Đẳng Nhàn tôi phải thừa nhận ông là người mạnh mẽ nhất. Thì ra là ông đang biểu diễn à? Ông chủ quan nghe xong thì lộ vẻ đắc ý, nói, bây giờ mới biết sợ à? Biết tôi lợi hại chưa? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không buông thái tử ra, kết cục của cậu sẽ còn thảm hơn người anh em của cậu. Tôi đánh tên kia hai cái tát là đã rất nhẹ rồi. Hoàng Kỳ Bân sờ sờ khóe miệng của mình, có máu. Lần này, anh ta không lộ ra nụ cười giả tạo kia nữa, trên mặt chỉ có sự lạnh lùng và tức giận. Bây giờ mới biết sợ cũng đã muộn rồi. Lương Kiêu hét lớn. Câm miệng, Tề Đẳng Nhàn mất kiên nhẫn đá hắn ta một phát, đừng làm phiền tao xem ông chủ quan biểu diễn. Ông chủ quan tức giận nói, mẹ nó, cậu dám đá thái tử sao? Tề Đẳng Nhàn cười cười, hất cằm về phía Hoàng Kỳ Bân, nói, A Bân, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào đây? Hay là gọi điện thoại cho cha anh đi? Tìm cha của tên này sao? Nếu cha của tên này có tới thì cũng bị giết như vậy thôi. Ông chủ quan cười nhạt nói. Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, giơ tay về phía ông chủ quan nói, mời vào vị trí chụp ảnh, vị trí ánh đèn, ông chủ quan, mời bắt đầu biểu diễn. Ông chủ quan cau mày, không biết người này từ đâu tới, nhìn tình huống này mà không hiểu sao. Còn dám vờ vịt trước mặt mình sao? Hoàng Kỳ Bân lắc đầu nói, không thể nói chuyện này với cha tôi được. Mày cũng biết là nói với cha mày sẽ làm hại đến ông ta sao? Lương Kiêu liên tục cười khẩy. Tề Đẳng Nhàn buông lỏng chân, ngồi xổm xuống xoa xoa cái đầu chó của Lương Kiêu, nói, còn có thể nói chuyện thì nói thêm vài câu đi, tao rất thích nghe. Lương Kiêu vô cùng giận dữ, vừa muốn vùng lên khỏi mặt đất để đánh trả thì Tề Đẳng Nhàn đã chờ sẵn. Nắm đầu hắn ta phang xuống mặt đất một cách mạnh bạo. Rầm. Một âm thanh trầm thấp vang lên, mặt Lương Kiêu sưng tấy lên. Tề Đẳng Nhàn cười nói, làm gì có chuyện chúng mày đụng đến anh em của tao mà tao không đáp trả lại. Hoàng Kỳ Bân nhìn thấy cảnh này thì nhếch miệng cười, đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Anh ta không phải đồ ngốc, anh ta biết ở cạnh Tề Đẳng Nhàn rất an toàn, kẻo lát nữa lại ăn thêm một cái tát vào mặt. Sống mũi của Lương Kiêu bị gãy, gương mặt đã bị biến dạng đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Hắn ta nằm dạp trên mặt đất, cơ thể co giật vì đau, lên tiếng gầm gừ, báo cảnh sát. Để cho cục trưởng Hoắc đến xử lý. Ông đây không tin, bọn họ dám chống lại cảnh sát. Hoàng Kỳ Bân quay đầu lại nói với Tề Đẳng Nhàn, không phải đã tới rồi sao, còn gọi cha tôi đến làm gì nữa. Tề Đẳng Nhàn bật cười. Lát nữa vị cảnh sát trưởng Hoắc này tới mà không nhận ra Hoàng Kỳ Bân thì thật nực cười. Ông chủ quan thấy Tề Đẳng Nhàn không muốn buông tha cho Lương Kiêu, cũng biết lần này chắc đã gặp phải mấy tên liều mạng, chỉ dựa vào mấy người trong xã đoàn thì không chắc chắn sẽ giải quyết được, chỉ có thể nhờ tới cảnh sát. Ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Đa, cảnh sát trưởng ở Hương Sơn, trầm giọng nói, cục trưởng Hoắc, có người đến đảo Kim Ngân của tôi gây sự, đánh thái tử của Hòa Liên Thắng. Còn bắt ngài ấy lại làm con tin, phiền ông đến đây giải quyết một chút. Hoắc Đa nghe xong sửng sốt, nói, bắt cóc thái tử Lương Kiêu của Hòa Liên Thắng sao? Được, tôi tới ngay. Hoắc Đa đã quá quen với mấy chuyện như thế này, ở Hương Sơn có rất nhiều xã đoàn,
Tuy rằng hầu hết đã rửa tay gác kiếm nhưng trong xương cốt vẫn là côn đồ, thỉnh thoảng sẽ gây ra vài xung đột nhỏ. Ông ta nghe chuyện Lương Kiêu bị đánh, hơn nữa còn bị bắt cóc thì cũng không dám chậm trễ một giây nào, lỡ như chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì sẽ rất phiền phức. Sau khi cúp máy, Hoắc Đa gọi tay chân của mình, lập tức dẫn theo một đội đặc công chạy tới đảo Kim Ngân. Ông chủ quan, tôi bày cho ông một con đường sống. Nếu như bây giờ ông nghiêm túc nghĩ cách cầu xin ông chủ hoàng tha thứ cho mình, sau đó bồi thường gấp vạn lần cho tôi, thì chuyện này kết thúc ở đây. Nếu không sang năm cỏ trên mộ ông chắc cũng phải cao hơn 3 mét. Tề Đằng Nhàn cười tủm tỉm nói với ông chủ quan, lúc nói ra lời này thậm chí hắn còn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi nhớ lúc trước có người thường xuyên nói chuyện với tôi như vậy. Bây giờ nhân vật phản diện lại chính là tôi. Tề Đằng Nhàn cảm thấy hơi kỳ lạ, sau đó lại có cảm giác hưng phấn. Thì ra làm nhân vật phản diện xấu xa chèn ép người khác lại vui sướng như vậy. Thảo nào lúc trước mấy người kia cứ muốn bắt nạt hắn. Ông chủ quan cười nhạt, cục trưởng Hoắc sắp tới rồi, anh có làm nhảm thêm nữa cũng vô ích. Không ngồi tù đã là may cho các anh rồi. Tề Đằng Nhàn chỉ vào Hoàng Kỳ Bân nói, người cuối cùng nói chuyện với ông chủ hoàng nhà tôi như vậy, cỏ trên mộ cũng đủ để ôm về nhà lót sàn rồi. Ở thành phố Trung Hải có một trung tâm massage tên là Đông Phương Anh Hoa, ông biết không? Ông chủ chỗ đó chọc giận ông chủ hoàng của tôi, ngày hôm sau tất cả nhân viên trong trung tâm massage đều run chân, vịn tường mà đi. Hoàng Kỳ Bân dở khóc dở cười nhìn Tề Đằng Nhàn, nói, người anh em, ông đây bị đánh thành bộ dạng này mà anh còn trêu chọc, có phải là hơi quá đáng không? Tề Đằng Nhàn khụ một tiếng, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy vở vịt như vậy có hơi ngu ngốc. Hoàng Kỳ Bân ngẩn người, hỏi, ngu ngốc mà anh vẫn làm. Tề Đằng Nhàn nói, nhưng chuyện này thật sự rất vui mà. Trán Hoàng Kỳ Bân nổi gân xanh, giật giật, nếu không phải anh ta không thể đánh bại Tề Đằng Nhàn thì anh ta đã đè hắn xuống đất rồi dùng thế liên quyền đánh cho một trận rồi. Nhóc A Bân, Tề Đằng Nhàn vỗ vai Hoàng Kỳ Bân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con mẹ nó đừng có gọi tôi như vậy. Hoàng Kỳ Bân hơi bực tức nói. Bị tát hai cái, trong lòng đang rất giận dữ mà còn phải chịu đựng sự trêu chọc của một tên lưu manh mà anh không thể mắng mỏ hay đánh đập được. Tề Đằng Nhàn cười khẽ nói, gần đây anh em có hơi thiếu tiền, anh thấy ông chủ quan này có giống một con lợn béo tốt hay không? Hoàng Kỳ Bân sửng sốt, định nói là cũng khá giống, nhưng chợt nhớ ra cái gì nói. Không đúng, bạn tôi ở Trung Hải gọi cho tôi nói một đại gia ở Nam Dương tên là Lý Bán Nhàn đã mua Vân Đỉnh Thiên Cung với giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Con mẹ nó đây gọi là thiếu tiền à? Không phải rất hợp lý à? Tôi dùng hết tiền để lấy lại căn nhà kia rồi, bây giờ có phải là đang rất thiếu tiền không? Khóe miệng Hoàng Kỳ Bân giật giật, tôi cũng cạn lời rồi, con mẹ nó cái logic thiên tài gì đây? Tuy nhiên, lửa giận trong lòng Hoàng Kỳ Bân phải bị dập tắt, với cái miệng không biết giữ bí mật này, thể diện của con trai thị trưởng Hương Sơn sẽ bị anh ta vứt ở đâu chứ? Nếu Tề Đằng Nhàn đã muốn kiếm tiền thì cứ để cho hắn kiếm, xem thử hắn có thể kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, chuyện này cũng đúng lúc cho Hoàng Văn Lãng một lý do để đốt ba mồi lửa, trực tiếp dựa vào chuyện này mà rèn sắt khi còn nóng, mạnh mẽ chỉnh đốn lại tình hình của Hương Sơn. Hai người các anh có tính toán nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ông chủ quan cười nhạt nói. Tề Đằng Nhàn nhìn ông ta, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt, giống như sói nhìn thấy thịt. Nếu Triệu Man Nhi ở chỗ này thì chắc chắn sẽ không do dự mà quay đầu bỏ chạy. Một khi đã bị tên này nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đó, không có mấy trăm triệu thì đừng hòng sống sót. Bây giờ đại thiếu gia Tạ gia vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày Tạ gia đều phải trả chi phí thuốc men cao ngất trời, nếu không chắc chắn không giữ nổi cái mạng nhỏ này. Vẫn là Trần Ngư thông minh, nói rằng số tiền này không thể trao đổi trong một lần, nếu không thì không lừa được một khoản tiền nào. Phải từ từ, chậm rãi, mỗi ngày vẩy cho Tạ Thiên Tiều một chút máu, mỗi ngày đều để cho Tạ gia trả đến hơn mấy trăm ngàn vạn, dòng nước chảy nhỏ sẽ tạo thành sông dài, lừa hắn ta 2-3 tháng rồi tính tiếp. Sau đó tiền sẽ được chia thành 4-3-3, Tề Đằng Nhàn lấy 40%, Trần Ngư và Lão Đồ Tể lấy 30%. Điều này khiến cho Lão Đồ Tể phải thở dài ngậm ngùi, chẳng phải cái này lãi hơn rát yêu tử sao?
Bị Tề Đằng Nhàn nhìn chằm chằm, ông chủ quan hơi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh. Cuối cùng thì có tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại thì thấy một đội cảnh sát vũ trang đầy đủ đang đi tới, cầm đầu là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh mặc cảnh phục màu trắng. Nhìn thấy người tới, Lương Kiêu thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy nói, dám đụng đến tao, tụi mày đừng mơ sống sót được. Hoàng Kỳ Bân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lương Kiêu nói, đừng tưởng là tụi mày ngồi tù thì sẽ an toàn. Trong đó cũng có anh em Liên Thắng bọn tao, đến lúc đó tụi mày sẽ phải sống không bằng chết. Tề Đằng Nhàn không thèm để ý tới hắn ta, quay đầu nhìn Hoàng Kỳ Bân. Lát nữa người ta có hỏi thì anh phải từ từ phản ứng. Người ta hỏi anh một câu thì anh cứ ngẩn người hồi lâu, sau đó hỏi họ mới vừa hỏi cái gì. Nói với bọn họ là anh hơi chóng mặt, còn hơi ù tai. Ánh mắt cũng giả vờ thất thần một chút. Hiểu chưa? Hắn vỗ vai Hoàng Kỳ Bân, nhỏ giọng truyền dạy bí kíp tống tiền, đây rõ ràng là bí kíp kiếm tiền mà. Hoàng Kỳ Bân sửng sốt hỏi, có ý gì đây? Giả vờ bị chấn động não. Khi tôi còn bé sống ở đế đô, mỗi lần đánh nhau với người ta đều giả vờ như thế. Mặc dù là tôi gây chuyện nhưng mà cuối cùng người cười vẫn là tôi. Tề Đằng Nhàn bày ra biểu cảm đắc ý nói. Hoàng Kỳ Bân đứng hình, cái tên này còn bé mà đã làm nhiều chuyện xấu xa rồi, còn giả vờ bị chấn động não để tống tiền người ta nữa sao? Anh trước đây là một người nghiêm túc, tại sao sau ly hôn lại hoàn toàn buông thả bản thân như vậy? Hoàng Kỳ Bân không nhịn được hỏi. Vớ vẩn, tôi chỉ là bị dẫn dắt lạc lối mà thôi. Tôi đánh nhau, làm trò lưu manh, cướp xe của nhà tù, thỉnh thoảng còn tống tiền người khác, nhưng tôi vẫn là một cậu bé ngoan. Tề Đằng Nhàn nói. Hoàng Kỳ Bân suýt chút nữa đã ngất xỉu, nói, mặc dù chó không phải con người, nhưng anh đúng là một con chó. Trông có vẻ như Hoàng Kỳ Bân không muốn hợp tác, Tề Đằng Nhàn sốt ruột, nếu anh ta không hợp tác thì tiền này khó kiếm. Chuyện này làm sao có thể giả được, mục đích tôi bảo anh làm như vậy là gì? Là phòng vệ chính đáng, là để cho người xấu phải nhận hình phạt thích đáng, là hợp với lẽ phải. Là dùng vũ khí luật pháp để bảo vệ chính mình. Còn nữa, cha anh biết anh về nước sẽ không trừng phạt anh sao? Anh giả vờ bị chấn thương não, ông ấy còn có tâm trạng mà phạt anh được sao? Cái này gọi là lừa bịp sao? Nó coi là lừa gạt à? Gọi sao? Đấy gọi là gì? Đây gọi là để biện pháp tránh nguy hiểm khẩn cấp đó. Hoàng Kỳ Bân hơi ngạc nhiên trước những gì hắn nói và cảm thấy rằng câu cuối hình như cũng có lý. Khó trách hắn có thể trở thành ở ngoài vòng pháp luật khi bị mẹ hắn truy nã khắp cả nước. Trương Tam là thầy của hắn. Hoàng Kỳ Bân lẩm bẩm trong lòng. Đúng như anh ta nghĩ, Hoắc Đa đã dẫn người của mình đến, một đám đặc vụ tay cầm súng xếp thành hàng, bao vây Tề Đằng Nhàn và những người khác ở giữa. Sắc mặt Hoắc Đa hơi khó coi, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn thật sự không muốn đụng phải tổ chức, bởi vì một khi dính vào tổ chức thì sẽ khá rắc rối. Nếu làm không tốt lại phải mở rộng phạm vi. Ông chủ quan thoáng cái nhào ra và nói, cảnh sát trưởng Hoắc, hôm nay anh Lương đến chỗ chúng tôi chi tiêu như bình thường, kết quả, gặp phải hai kẻ này bắt nạt các kỹ sư trong quán nước của chúng tôi, họ nhất định yêu cầu các kỹ sư của chúng tôi cung cấp cho họ dịch vụ phi pháp. Anh Lương nhìn không nổi nên đi lên nói hai câu, cảnh cáo bọn họ một chút. Sau đó, hai người này ngay lập tức đi tới và ra tay đánh trực tiếp anh Lương. Ngài nhìn, bây giờ anh Lương vẫn nằm dưới đất, bị bọn chúng họ uy hiếp bắt làm con tin. Nói là tôi không bồi thường mấy trăm triệu thì không buông tha cho anh ấy. Tề Đằng Nhàn nói với Hoàng Kỳ Bân, nhìn thấy không? Đây mới gọi là nói dối. Tôi đấy là đang tránh trường hợp khẩn cấp. Sau khi Hoàng Kỳ Bân nghe những cái lý do thoái thác của ông chủ quan, kinh ngạc, lắc đầu bất lực. Hoắc Đa nghe ông chủ quan nói cũng mí mắt giật giật. Đương nhiên hắn ta biết lời nói đó có bao phần lừa bịp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, thật sao? Người nào lại có lá gan lớn như vậy? Tề Đằng Nhàn cười nói, cảnh sát trưởng Hoắc, lời của ông ta không có câu nào là thật, rõ ràng là họ muốn ra tay trước, chúng tôi mới là phòng vệ chính đáng thôi. Người anh em tôi còn bị tên họ quan tát hai cái vêu mồm, bây giờ đầu vẫn còn ong ong. Hoắc Đa nghe thấy khẩu khí của hắn. Bỗng cau mày nói, cậu không phải là người địa phương sao? Tề Đằng Nhàn hơi gật đầu.
Hoắc Đa vung tay lên, nói, bắt lại trước, về đồn rồi nói sau. Tề Đẳng Nhàn vui tươi hớn hở, giơ cả hai tay ra. Phản ứng của Hoàng Kỳ Bân bị chậm nửa nhịp, chậm rãi đưa hai tay ra. Chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu, Lương Kiêu cười gằn nói, cuối cùng từ dưới đất bò dậy. Người bên Lương Tiêu đều cười lạnh, từng người một xắn tay áo lên, như thể đã xử đẹp hai người kia. Ngay khi Hoắc Đa định xoay người, hắn ta thấy Hoàng Kỳ Bân ngẩng đầu lên, cả người như bị sét đánh đứng sững sờ tại chỗ. Hai đặc vụ muốn tiến lên và còng tay họ, nhưng Hoắc Đa đã kéo họ lại, hắn ta bước tới chỗ Hoàng Kỳ Bân và nói, Hoàng công tử, cậu không sao chứ? Hoàng Kỳ Bân sửng sốt chừng 3 giây, sau đó nói, Hoàng công tử sao? À, vâng, tôi là Hoàng Kỳ Bân, cha tôi là Hoàng Văn Lãng. Vừa nói câu này ra, cảnh tượng ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Thị trưởng thành phố Hương Sơn mới tới hình như gọi là Hoàng Văn Lãng. Mấy ngày nay, thời sự liên tục đưa tin. Nhìn thấy trên mặt Hoàng Kỳ Bân có hai dấu tay, da thịt sưng lên, Hoắc Đa dựng hết cả tóc gáy, run giọng nói, Hoàng công tử, tại sao cậu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, là như này. Hoàng công tử là người trọng nghĩa, nghe nói trên đảo Kim Ngân có hành vi phi pháp, vậy nên cố ý tới đây chịu đựng vất vả để tiến hành điều tra. Vì thế, Hoàng công tử suýt nữa thất thân, hơn nữa, còn bị ông chủ quan này đánh cho một trận. Tề Đẳng Nhàn tằng hắng một cái, vội vã nói. Sắc mặt Lương Kiêu tái nhợt do sợ hãi, nhìn Hoàng Kỳ Bân không dám tin. Người này là công tử nhà thị trưởng Hoàng. Ông chủ quan cũng run liên tục, câu nói này càng khiến ông ta suýt nữa sợ tè ra quần, hai cái tát vừa rồi là ông ta làm, là tát thái tử ra Hương Sơn thật sao? Vẻ mặt Hoắc Đa hơi cứng đờ, hỏi, Hoàng công tử, là như vậy sao? Ánh mắt Hoàng Kỳ Bân rời rạc, một lát sau, anh ta mới dần tập trung tinh thần, nhìn Hoắc Đa hỏi, à, xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? Tôi có hơi ù tai chóng mặt. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn tự nhủ quá đỉnh. Kỹ năng diễn xuất của anh ta tốt hơn nhiều so với lúc nhỏ. Hoắc Đa thấy tình cảnh này, tay cũng run lên, hắn ta kinh nghiệm dày dặn, đã từng giải quyết vô số vụ đánh nhau, dĩ nhiên hắn ta biết, tình trạng của Hoàng Kỳ Bân là biểu hiệu của chấn thương sọ não. Cái này, thị trưởng Hoàng vừa mới nhậm chức chưa lâu sau, con trai của ông ta, dưới sự cai trị của chính mình, lại bị tát hai cái đến mức chấn thương não. Nghĩ tới đây, trán Hoắc Đa toát mồ hôi lạnh. Ông chủ quan, ai cho ông gan hùm mật gấu như vậy? Hoắc Đa đột nhiên quay đầu lại, nhìn ông chủ quan quát lớn. Sắc mặt ông chủ quan trắng bệch như búp bê giấy, nói tôi không biết cậu ta là công tử nhà thị trưởng Hoàng. Hoắc Đa tức giận nói, không biết sao? Không biết thì có thể đánh người à? Cho dù cậu ta không phải là công tử nhà thị trưởng Hoàng, ông cũng không có bất kỳ lý do gì động chạm pháp luật, ra tay đánh người cả. Sắc mặt ông chủ quan tái nhợt nói, nhưng mà, họ cũng đã đánh anh Lương. Hoắc Đa quay đầu nhìn Lương Kiêu, lạnh lùng hỏi, Lương tiên sinh, có phải hôm nay anh uống hơi nhiều đúng không? Ngay cả đi cũng không vững nữa. Lương Kiêu biết rõ rằng đây là chuyện lớn, câu lạc bộ của họ rất lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ không thể chịu được sự tức giận của thị trưởng. Hơn nữa, họ đều nói rằng quan mới nhậm chức, làm ra mấy việc để tỏ rõ tài cán, muốn tỏ uy phong, lập uy. Khiến nhân dân phục, xác định sẽ không còn xương. Lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước miếng, hơi không cam lòng nói, đúng, tôi có uống hơi nhiều. Ồ, vậy sao trên người anh không có mùi rượu? Vừa nãy tôi còn thấy anh ấy cầm thứ gì bằng thủy tinh, đó cũng rượu à? Mặt Tề Đẳng Nhàn ngây thơ hỏi. Sắc mặt Hoắc Đa và Lương Kiêu cứng đờ. Lương Kiêu tức giận trong bụng, tên khốn này, đây là đang hãm hại mình hít thuốc phiện sao? Nhưng, lúc này, cho dù nói hắn ăn nhiều phân, hắn cũng phải thừa nhận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, à. Đúng vậy, đều là lỗi tại tôi, vừa rồi tôi hít hơi nhiều, đi lại có hơi liêu xiêu. Ngang nhiên hút hàng cấm sao, bắt lại, Hoắc Đa vung tay lên, ra lệnh cho người xử lý Lương Kiêu. Hắn ta cũng chán ghét Tề Đẳng Nhàn, hầm hàng hóa này từ đâu ra, làm Lương Kiêu ăn quả đắng còn không bỏ qua. Cứ phải đem người vào mới hài lòng sao? Chính là không chê chuyện lớn. Ông chủ quan choáng váng không biết phải làm gì.
Ánh mắt Hoắc Đa trở nên lạnh lẽo, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt ông chủ quan, giọng lạnh lùng nói, ông chủ quan làm ăn phát đạt, nên không cần coi trọng người khác nữa đúng không? Cái tát này là dành cho ông, có đau không? Mặt mũi của ông chủ quan tỏ vẻ sự uất ức, suýt khóc, nói, đau quá. Truyền lệnh của tôi, Niêm Phong đảo Kim Ngân, những người có liên quan, đưa tất cả về tra hỏi. Đi thôi, Hoàng công tử, đích thân tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Hoắc Đa đỡ Hoàng Kỳ Bân dậy, trầm giọng nói. Mọi người đều cho rằng hai người bọn Tề Đảng Nhàn và Hoàng Kỳ Bân nghèo kiết xác, ai mà ngờ được sự việc lại bẻ lái như thế này. Thế mà Hoàng Kỳ Bân lại là con trai của Hoàng Văn Lãng, tân thị trưởng của Hương Sơn. Ông chủ quan hoảng đến độ khóc luôn tại chỗ, số lần Hoàng Kỳ Bân tới nơi này không ít, ông ta cũng có tiếp xúc qua, vốn còn cho rằng lý do cậu ta ở Hương Sơn là để bắt đầu kinh doanh nhỏ, ai mà biết được cậu ta có thân phận này. Vị lương kiêu kia liên minh với thái tử gia lúc này đã là một thiệt thòi lớn, giờ đây lại đụng phải thái tử gia chân chính của Hương Sơn. Thật ra Hoàng Kỳ Bân cũng không gặp phải sự cố nào, tất cả là do Tề Đảng Nhàn thuyết phục cậu ta, sau đó thoát hiểm khẩn cấp, vờ như bị chấn động não. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng dựa theo triệu chứng bệnh và chẩn đoán chính xác cậu ta bị chấn động não. Hoắc Đa không dám giấu giếm chuyện này, trực tiếp gọi điện báo cáo cho Hoàng Văn Lãng. Sau khi Hoàng Văn Lãng biết sự việc giận tím mặt, đường đường là người đứng đầu Hương Sơn lại không được người khác để vào mắt à. Có thằng con ra ngoài nhảy nhót chơi chơi một chút cũng bị người khác đánh cho chấn động não. Điều tra thật kỹ, tất cả phải nghiêm túc đến cùng, chỉ cần là người liên quan đến vụ này đều phải bắt lại hết để thẩm vấn. Hoàng Văn Lãng tức giận nói, đây là vô pháp vô thiên, không biết nhìn trên nhìn dưới. Không để pháp luật vào mắt. Thị trưởng Hoàng, ngài yên tâm, tôi đã khống chế được hầu hết những người liên quan, cũng đang tiến hành thẩm tra. Tôi bảo đảm sẽ cho ngài một lời giải thích hài lòng. Hoắc Đa vội vàng nói. Tốt, ngày mai tôi muốn tổ chức một hội nghị, cảnh sát trưởng Hoắc ông nhớ mà có mặt. Hoàng Văn Lãng lạnh lùng đáp. Hoắc Đa vội vàng gật như gà mổ thóc, đồng thời trong lòng ông ta cũng nhẹ nhàng thở phào, coi như bản thân trong họa gặp phúc, ngược lại còn có cơ hội được làm thân với tân thị trưởng. Hoắc Đa trở lại phòng bệnh, ông ta nói với Hoàng Kỳ Bân Hoàng công tử. Cha cậu đã biết sự tình, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Một lát sau, Hoàng Kỳ Bân mới nói hả? Hoắc Tổng Cảnh nói gì cơ? Hoắc Đa bất đắc dĩ cười rồi nói tôi nói cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được. Đột nhiên Tề Đảng Nhàn ném ra một tấm danh thiếp, hắn ta cười nói phiền cảnh sát trưởng Hoắc đưa danh thiếp của tôi cho ông chủ quan kia. Hoắc Đa dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Tề Đảng Nhàn, Hoàng Kỳ Bân nói phiền cảnh sát trưởng Hoắc làm theo. Hoắc Đa gật đầu, nói được rồi. Lúc này phản ứng của Hoàng Kỳ Bân không quá chậm chạp, hơn nữa có vẻ như cũng có tinh thần, biểu hiện này làm cho Hoắc Đa không rõ liệu cậu ta có đang giả vờ hay không. Sau khi Hoắc Đa rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Kỳ Bân nhẹ nhàng thở phào rồi nói anh tính lấy bao nhiêu tiền từ chỗ ông chủ quan. Đã nói rồi. Đòi bồi thường gấp 10.000 lần số tiền chúng ta tiêu trong hôm nay, nói cách khác, đẩy ông ta vào ngõ chết. Tề Đảng Nhàn cười khẩy, cho ông ta cơ hội ông ta không cần, kiểu gì cũng phải để áp bức. Hôm nay áng chừng đã tiêu trên dưới 5 vạn, anh muốn ăn 500 triệu trong một lần. Mẹ ơi, tuy tôi đúng là con trai thị trưởng thật, nhưng kiểu gì cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hoàng Kỳ Bân thật sự thấy Tề Đảng Nhàn đang chơi người ta mà. Nếu không chịu bồi thường, sản nghiệp của ông ta sẽ bị phong tỏa, với quy mô của đảo Kim Ngân, chẳng lẽ lại không lấy ra 700-800 triệu được. Hơn nữa, riêng việc đắc tội con trai thị trưởng, về sau ông ta còn mơ được tới việc làm ăn buôn bán ở Hương Sơn không? Tề Đảng Nhàn bình thản nói. Hoàng Kỳ Bân không thể không giơ ngón cái với Tề Đảng Nhàn rồi nói quá đỉnh. Hai người đang nói chuyện với nhau thì Hoàng Tình Ca vội vã đến bệnh viện. Tề Đảng Nhàn, anh không sao chứ? Hoàng Tình Ca vừa đến đã vồ vập hỏi Tề Đảng Nhàn. Hoàng Kỳ Bân ngồi trên giường mặt đầy bức xúc, cậu ta chỉ vào mũi mình rồi nói, em gái, người bị đánh là anh đây này, hắn chỉ toàn giả vờ, mà em lại quan tâm đến hắn. Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tề Đảng Nhàn nhìn Hoàng Kỳ Bân một cách khoe khoang, tôi tương đối có duyên với nữ giới,
đây là một loại quyến rũ anh không thể ghen tị được đâu. Hoàng Tình Ca nheo mắt mắng Hoàng Kỳ Bân, ai bảo anh suốt ngày đi đến mấy nơi đó, đi một mình thì cũng thôi đi, đằng này còn dậy hư Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Kỳ Bân tức đến nỗi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên trên giường bệnh, cậu ta bực bội nói anh á. Anh mà dậy hư hắn á. Thằng nhóc A Bân này đã dậy hư bao nhiêu thanh niên, không thấy tội lỗi trong lòng sao? Tề Đẳng Nhàn nói, anh em trước kia còn là một thiếu niên thanh thuần, lần đầu tiên đi hội thủy vẫn bị anh lôi kéo chiêu đãi. Hoàng Kỳ Bân tức đến nỗi lên cơn đau tim, cậu ta hỏi có phải anh định làm tôi tức chết để lấy thêm tiền từ ông chủ quan không vậy? Tề Đẳng Nhàn cười xấu xa, trước đây thì không, nhưng nếu anh đã nói vậy, tôi thấy có thể làm một chút. Hoàng Tình Ca duỗi tay kéo Tề Đẳng Nhàn lại, cô bắt đầu giáo huấn hắn ta, về sau không được lêu lổng theo anh tôi, anh ấy không học điều hay, anh cũng không thể học thói xấu. Tề Đẳng Nhàn thoải mái đồng ý. Hắn là đồ cặn bã. Hoàng Kỳ Bân nói như sắp khóc, em đừng để thằng danh này lừa, hắn hố muốn chết. Có cái dám, trước kia ông đây làm cảnh ngục, không có một thân chính khí như này làm sao mà trụ vững để quản được nhiều phạm nhân như vậy. Tề Đẳng Nhàn khinh bỉ nói. Tề Đẳng Nhàn đang muốn chào phúng thêm hai câu thì nhận được điện thoại từ Hứa Ước Ngọc. Alo, đã muộn thế này rồi mà anh còn chưa trở lại. Có phải đã gặp chuyện gì không? Hứa Ước Ngọc dò hỏi, có chút quan tâm trong giọng nói của cô. Không có gì, tôi trở lại đây. Tề Đẳng Nhàn nói. Cần em lái xe đến đón anh không? Hứa Ước Ngọc nói. Không cần, tôi về ngay đây. Tề Đẳng Nhàn nói. Hoàng Tình Ca không nhịn được mà giỏng tai lên nghe, cô loáng thoáng nghe được giọng nói của một cô gái, cô tỏ ra không thoải mái ngay tức khắc. Trong lòng Hoàng Kỳ Bân thầm kêu khổ, em gái nhỏ thích người nào mà chẳng được, lại thích một tên lừa đảo như thế này, còn muốn để thằng nhãi này làm em rể của anh ta, liệu sau này bản thân có bị lừa đến chết không? Một lúc sau Tề Đẳng Nhàn kết thúc cuộc gọi, hắn giơ tay chào tạm biệt hai người, nói tiệc do thị trưởng Hoàng tổ chức tôi sẽ đến tham gia, đến lúc đó chúng ta lại gặp lại. Hoàng Kỳ Bân trợn trắng mắt nói hố thì lượn đi. Nói cho tốt vào, không tôi lại nói cho cha anh chuyện giả vờ chấn động não, xem anh chết thế nào. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Đồ mặt liệt, Hoàng Kỳ Bân thiếu chút nữa là bị làm cho tức chết, việc giả vờ bị chấn động não, ai nói cái gì mà thoát hiểm khẩn cấp, bây giờ hắn cứ thế gắp lửa bỏ tay anh ta. Triệu Mạn Nhi mà ở đây, nhất định sẽ tỏ vẻ tôi quen rồi. Tề Đẳng Nhàn phủi mông rồi xoay người rời đi, sau đó bắt đầu yên lặng chờ điện thoại của ông chủ quan, rồi số tiền lấy được kia chia cho Hoàng Kỳ Bân. Chẳng qua, hơn phân nửa là Hoàng Kỳ Bân không muốn số tiền này, dù cậu ta muốn, Hoàng Văn Lãng cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, về cơ bản toàn bộ số tiền này sẽ rơi vào túi của Tề Đẳng Nhàn. Mẹ nó, mình đúng là người có tài kiếm tiền, đi massage ở hội thủy đã có thể thu vào mấy trăm triệu. Hơn nữa, giờ tiền đều do A Bân chi. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên xe trở về nhà họ Hứa, trong lòng tràn đầy sảng khoái. Trở về nhà họ Hứa, Hứa Ước Ngọc và Hứa Trường Ca đều chiếu cố hắn hai câu. Chỉ có Triệu Tân Lan lạnh lùng buông vài câu còn quay về làm gì, thật sự coi nơi này là nhà của hắn à? Đang lúc Tề Đẳng Nhàn tâm tình tốt, chọn không so đo với người đàn bà đanh đá này mà vui vẻ về phòng ngủ đánh một giấc. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Ca cau mày gọi điện, đàm luận về tình huống tài chính gì đó. Nghĩ lại cách này, lại nghĩ thêm một chút, hợp tác với Dương Tiểu Thư như lửa xém lông mà, nếu không đủ tài chính, cổ phần của tôi sẽ không đạt được như dự đoán. Hứa Trường Ca nghiêm túc nói. Hứa Trường Ca dường như đã gặp phải một số vấn đề về tiền bạc, thế nên việc hợp tác với Dương Quan Quan cũng đã được thương lượng vào ngày hôm qua. Hiện tại ông đang cần huy động đủ vốn để cùng Dương Quan Quan bắt đầu dự án này, nếu như không có đủ tiền, tỷ lệ vốn của chủ sở hữu chắc chắn sẽ thấp, điều này khác xa so với dự kiến ban đầu của ông. Chú Từ, chú đang thiếu bao nhiêu tiền? Tề Đẳng Nhàn thấy Hứa Trường Ca cúp điện thoại, liền tiến tới hỏi. Mấy trăm triệu, nếu muốn bán trà viên để bù vào thì cũng chỉ bán được khoảng mấy trăm tệ. Hứa Trường Ca cười nói. Một bên Triệu Tân Lan lạnh giọng, nói anh có hỏi cũng không giúp được gì, vậy thì hỏi làm cái chi? Lão Hứa, nếu không thì để tôi gọi Hà Thiếu ra tới đây ăn một bữa cơm,
để chúng ta dễ bề nhờ Hà thiếu gia giúp đỡ chuyện này. Hứa Trường Ca nghe vậy liền không vui nhíu mày, nói, Hà Định Khôn đến đây không phải là vì chuyện với con gái của chúng ta sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để chuyện công chuyện tư lẫn lộn vào nhau. Chuyện làm ăn thì ra làm ăn, chuyện yêu đương kết hôn của con gái thì ra chuyện của con gái. Triệu Tân Lan cả giận nói, tôi làm tất cả những thứ này không phải đều là vì cái nhà này sao? Nếu công việc kinh doanh của ông thành công thuận lợi, nhất định sẽ tiến lên một tầm cao mới. Để con gái hy sinh một chút vì thành công chung của cả gia đình thì nó thiệt thòi lắm sao? Hứa Trường Ca không muốn nói chuyện rông dài với người phụ nữ này nữa, ông là người đi lên từ đáy xã hội, Triệu Tân Lan cũng vậy, lăn lộn bao lâu nay, cách nhìn nhận vấn đề của ông về mọi thứ đã khác, tốt lên từng chút một, nhưng Triệu Tân Lan thì vẫn mãi không chịu thay đổi. Từ điều nhỏ nhặt này cũng có thể qua đó thấy được nhân phẩm của Hứa Trường Ca, từ đầu đến cuối. Cho dù tầm nhìn của Triệu Tân Lan đã không còn theo kịp bước chân và địa vị của ông, nhưng ông chưa bao giờ quên ân nghĩa giữa hai người, vẫn một lòng đối đãi với bà như cũ. Lúc này Hứa Ước Vĩ cũng tình cờ đi ra, nghe được cha mẹ lại bởi vì chuyện của mình mà nổi lên tranh chấp, âm thầm thở dài. Trong nội tâm cô kỳ thật cũng đang rất rối rắm, không biết rằng mình nên nghe theo sự an bài của cha mẹ, hay là nên mặc kệ chuyện môn đăng hộ đối mà đi tìm một người đàn ông có thể làm cho trái tim mình rung động. Cô nhìn không được nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái. Kỳ thật, cô có ấn tượng khá tốt về Tề Đẳng Nhàn, dù sao thì một người đàn ông có tính chính nghĩa và hài hước như vậy không phải là dễ gặp trong đời. Đáng tiếc duy nhất chính là người này không có xuất thân tốt, còn là người nam dương, ngoại hình lại còn có chút mũm mĩm hơn người. Cô đang ở trong tình trạng và độ tuổi có phần bối rối về tương lai vô định trước mặt. Vào buổi chiều hôm nay, ông chủ quan kẻ đã gây ra thảm họa ngày hôm qua, đúng như dự đoán, đã gọi điện cho Tề Đẳng Nhàn, nói rằng ông ta muốn nhờ Tề Đẳng Nhàn đứng ra can thiệp và sẵn sàng trả 50 triệu nhân dân tệ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không nói một lời nào mà ngay lập tức cúp máy luôn, 5.000 vạn, đuổi ăn mày sao, ca môn một khi đã ra tay, lần nào chẳng ra giá hơn 100 triệu. Ông chủ quan sửng sốt một lúc, nhưng cũng không có gọi điện thoại lại nữa. Đồng thời, Tề Đẳng Nhàn để cho Trần Ngư bên kia xử lý công việc và thành lập một công ty dược phẩm ở Nam Dương cho bản thân cô ấy, đồng thời sử dụng nguồn lực của nhà họ Trần để thiết lập các vỏ bọc khác nhau để tránh bị phát hiện. Hắn cũng có chú ý thấy rằng Cục An ninh Quốc gia bên kia không còn theo dõi hắn nữa, điều này càng khiến hắn thoải mái thả lỏng không ít. Hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã. Sau đó đi tìm Quan Quan và Hoàng Sung. Tề Đẳng Nhàn tính toán hết mọi thứ trong lòng, mạch suy nghĩ sắp xếp tất cả đâu ra đấy, vô cùng rõ ràng. Hắn lại liên lạc với Lý Vân Uyển đã ra nước ngoài, hiện tại đang ở Mỹ, đã tránh khỏi tai mắt, Tề Đẳng Nhàn muốn liên lạc với cô cũng không tạo ra nguy hiểm gì lớn. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý Vân Uyển tức giận nói, anh có biết tôi đã đợi anh gọi cho tôi bao lâu rồi không? Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó nhấc máy sẽ nghe thấy tin tức anh ở ra giám. Tôi đã ở Hoa Kỳ được một thời gian dài, vậy mà bây giờ anh mới chịu liên lạc với tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, trước hết cô bất giận, nghe tôi nói. Tôi sẽ nhờ Gusinski tạo mối quan hệ cho cô với tập đoàn Boston. Cô sử dụng tập đoàn Boston như một lớp ngụy trang để thành lập một công ty châu báu chuyên về vàng bạc và ngọc bích. Tôi sẽ gửi hàng cho nhà họ Trần. Sau đó, cô dùng danh nghĩa của công ty này đến Hương Sơn tìm công ty Hà Thị chuyên về châu báu để thương lượng việc làm ăn và mua số một lượng lớn ngọc bích từ họ. À, về vấn đề tiền cọc, có thể đôn cao một chút, có lỗ ít tiền cũng không sao, quan trọng là phải khiến bọn họ tin chắc và không nghi ngờ gì rằng đây là thời cơ mà nước Mỹ chuẩn bị kinh doanh ngọc khí. Từ đầu chí cuối, cô cố gắng đừng để lộ dấu vết, không được để cho người khác tra ra chuyện này có liên quan gì tới chúng ta, hiểu không? Lý Vân Uyển ngạc nhiên, hỏi thu mua ngọc bích với số lượng lớn. Cụ thể anh muốn bao nhiêu? Tề Đẳng Nhàn nói, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tiền đặt cọc cho dù là mấy trăm triệu cũng không sao, cứ để đem tất cả tài chính ra thu mua đi. Muốn câu được cá lớn thì mồi câu chúng ta chuẩn bị cũng phải chất lượng mới được. Lý Vân Uyển cau mày, nói, đây là chuẩn bị lừa ai vậy? Mấy trăm triệu cứ vậy mà đem đổ sông đổ biển như thế sao? Hơn nữa, anh muốn mượn trợ lực nước Mỹ có thể sẽ tiêu tốn hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu đô la, không đơn giản chỉ là vấn đề tiền nong không thôi đâu.
Tề Đẳng Nhàn nói, không cần để ý số tiền này, khi thời cơ đến tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm lại, mục tiêu của chúng ta cũng không phải kiếm tiền, mà là bảo đảm tài sản an toàn. Lý Vân Uyển bị Tề Đẳng Nhàn thuyết phục, gật đầu đồng tình, đúng vậy. Từ khi Tề Đẳng Nhàn và tập đoàn Hướng Thị hợp tác đến nay vẫn luôn đề phòng việc đối phương sử dụng quyền lực ngoài luồng để phá vỡ mối quan hệ này, tài sản của hắn đã dần chuyển hướng sang Hoa Kỳ, chuyển giao trong nội bộ công ty. Đặc biệt là sau khi tập đoàn Trần Thị bị gán cho cái danh phi pháp và ông chủ bị xác định là phản quốc, tập đoàn Hướng Thị đã bị liên lụy rất nhiều, các tài sản từng có liên quan đến Tề Đẳng Nhàn hiện tại đều ở trong trạng thái khó khăn, muốn vận chuyển e là không được. Cô ở Mỹ nhớ phải chú ý an toàn, không thể bại lộ thân phận ở đó được, hiện tại chỉ cần ở trong bóng tối ẩn cư, đừng manh động, ở Hoa Kỳ phía đối thủ của chúng ta cũng có những người rất lợi hại. Tề Đẳng Nhàn dặn dò. Khi hắn nói đến điều này, hắn không thể không nghĩ đến người đàn ông da trắng mạnh mẽ muốn bắt giữ hắn. Lý Vân Uyển nói, những điều này tôi đều hiểu, ngược lại là anh, hiện tại cõng trên lưng tội danh lớn như vậy, lại còn không biết sợ chọc tới gia tộc Rothschild, anh mới là người phải cẩn thận đấy. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói với cô thêm vài câu mới cúp điện thoại, sau đó trực tiếp bấm số của lão đồ Tề. Này nhị đương gia, ngài có chuyện gì? Một tay tôi hiện tại đang cầm AK đây. Lão đồ Tề một bên thở hồng hộc nói, một bên mang theo một thanh AK bắn về hướng trận địa phía trước. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy tiếng súng nổ như pháo nổ ngày Tết kia, khóe miệng giật giật, tên mập chết tiệt này quả nhiên không biết ngừng nghỉ là gì, vừa mới trở lại tam giác độc đã bắt đầu gây chuyện. Giết, giết mày đồ chó đẻ. Lão đồ Tề hét lên, nhị đương gia, ngài đưa 249 của tôi cho tôi mau. Tề Đẳng Nhàn nói, ông đánh xong nhớ gọi lại cho tôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cúp điện thoại. Khoảng nửa giờ sau, lão đồ Tề gọi lại và nói, nhị đương gia, ngài tìm tôi có chuyện gì? Lúc này tôi vừa bố trí một vị trí và chuẩn bị tấn công doanh trại đầu não của kẻ thù đây. Tề Đẳng Nhàn nói, à, ông ở độc tam giác đánh trận cũng là chuyện tốt. Như này, ông làm cho tôi một việc, sắp tới đa tạp nhất tạp Ngọc Thạch Quốc sẽ vận chuyển nguyên thạch xuất khẩu. Tôi chỉ muốn nhờ muốn ông đi cướp bóc một chút mỏ quặng khiến cho giá cả của nguyên thạch bị đôn lên là được. Nhị đương gia, ngài như vậy là cắt đứt đường tài chính của tôi, rất nhiều ông chủ lớn đã trả tiền bảo hộ và mua lô phí cho tôi. Lão đồ Tề lập tức cười khổ nói. Tiền tôi sẽ bổ sung cho ông, tiền từ nhà họ Tạ đến ông cứ lấy hết đi. Chuyện này nhớ làm thỏa đáng cho tôi là được, tiền bạc sau đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Tề Đẳng Nhàn nói với ngữ khí nghiêm túc. Lão đồ Tề cảm thấy đau cả đầu, nếu làm chuyện này thì có khác gì đánh vào mặt những ông chủ kia không, mà nếu không làm thì cũng là triệt mất đường tiền tài của rất nhiều người khác. Có điều, Tề Đẳng Nhàn đã mở lời nhờ ông ta xử lý, đương nhiên ông ta không thể cự tuyệt được. Ông ta vừa lấy được một nhóm trang bị của Tuyết Quốc thông qua tập đoàn Vạn Thịnh, giá cả rẻ không nói, chất lượng còn đứng đầu. Đây đều là dựa vào mối quan hệ của Tề Đẳng Nhàn và đầu sỏ của Tuyết Quốc mới có thể lấy được giá với giá hời như vậy. Có điều, chuyện này cũng không thể làm quá rõ ràng, ông tốt nhất nên tìm cách khiến cho chuyện trở nên rắc rối, càng khó giải quyết nên mới bất đắc dĩ khiến cho giá nguyên thạch tăng cao, tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra là ông cố ý khiến mọi chuyện thành ra thế này. Tề Đẳng Nhàn dặn dò. Lão đồ Tề sửng sốt khi nghe Tề Bình Nhàn nói những lời này. Tên nhị đương gia này mang đầy ý xấu trong bụng, cố tình khiến ông ta tăng giá cả của nguyên thạch lên, hắn định lừa ai đây? Sau khi Tề Đẳng Nhàn sắp xếp xong những thứ này, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm, lẩm bẩm nói, về chuyện này, tôi chẳng lo về việc ông sẽ không sa vào lưới. Hương Sơn Long Môn đã độc lập nhiều năm, nếu họ không nghe lệnh của Đại Hội Đồng, nếu họ muốn loại bỏ Trần Bá Hạ và Trần Hùng Phi, vậy phải bắt đầu từ nhà họ Hà. Nhà họ Hà có quan hệ rất tốt với bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng là một gia tộc có thế lực ở Hương Sơn, có sức mạnh về kinh tế cực kỳ khủng khiếp, cũng cần phải bị đánh bại. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thời gian không còn nhiều, đã gần đến lúc phải nói lời tạm biệt với Hứa Trường Ca và những người khác, để đến gặp Dương Quan Quan và Hoàng Di. Tuy nhiên, điều khiến hắn đau đầu là hắn đã lấy thân phận Lý Bán Nhàn để xuất hiện trước mặt Dương Quan Quan, quan trọng nhất là... hắn còn mang theo thân phận bạn trai của Hứa Ước Ngọc. Mẹ kiếp, có chút khó chịu ơi đau.
Tôi đã làm điều này để bảo vệ bản thân, tránh bị người của Cục An ninh Nội địa nhắm đến, điều này có thể hiểu được. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ lạc quan. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị nói chuyện rời đi với Hứa Trường Ca và Hứa Ước Ngọc. Hứa Trường Ca nói, cháu vừa mới tới, lát nữa Tiểu Ngọc dẫn cháu đi mua một bộ Âu phục, buổi chiều cùng chú đi tham gia yến hội do Hoàng thị tổ chức. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười nói, chú Hứa, hôm nay cháu chỉ muốn nói lời tạm biệt với chú, cháu phải đi có việc riêng. Triệu Tân Lan nói, cuối cùng anh cũng tự mình hiểu rồi nhỉ. Đúng rồi, anh đã từng hứa hẹn giúp chú Hứa kiếm mấy trăm triệu mà, đâu? Hứa Trường Ca đảo mắt chừng anh ta, nói Tiểu Lý chỉ hỏi một câu, cũng không có hứa hẹn gì với tôi, đừng có nói nhảm nữa. Hứa Ước Ngọc nhíu mày, cũng không nói gì, đợi sau khi ra khỏi cửa mới mở miệng. Đang suy nghĩ gì vậy? Bây giờ Lương Kiêu rất hận anh, hiện tại anh lại rời khỏi nhà họ Hứa, có thể vấp ngã bất cứ lúc nào đấy. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, không sao, Lương Kiêu không dám động đến tôi. Không dám động đến anh sao? Anh đùa với em à? Nếu Lương Kiêu không dám động đến anh, vậy sao lúc trước anh lại đồng ý trốn ở nhà họ Hứa chúng ta? Em biết rồi, nhất định là do mẹ em ngày nào cũng châm chọc khiêu khích, khiến anh không vui có phải không? Hứa Ước Ngọc phồng má nói, thật sự có chút sốt ruột. Cô không muốn liên lụy Tề Đẳng Nhàn bị người ta chém chết trên đường phố. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này, lúc trước hắn là vì rửa sạch hiềm nghi ở Cục An ninh Nội địa, liên quan rắm gì đến tên Lương Kiêu kia. Còn nữa, lời mỉa mai của Triệu Tân Lan dưới áp lực của Bàng Tú Vân, mẹ của Kiều Thu Mộng thì hắn cũng có thể làm được. So sánh Triệu Tân Lan với Bàng Tú Vân, vẫn là quá khéo léo. Thấy Tề Đẳng Nhàn có chút không tán thành, Hứa Ước Ngọc cau mày nói, em biết rồi. Có phải anh có ý kiến gì với em không, nhưng hôm đó em đã nói rõ với anh là không thể nào, cho nên anh không muốn ở chung dưới một mái nhà với em nữa đúng không? Không phải, em tin như vậy sao? Tôi chỉ đơn giản muốn đi làm thôi. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ trán mình. Hứa Ước Ngọc nhướng mày, nói, là do em lo lắng cho anh thôi. Dù sao, Lương Kiêu cũng hận anh rồi, là do em gây ra, nếu anh xảy ra chuyện gì, đó đều là lỗi của em. Hơn nữa, bố của em coi trọng anh như vậy, em nghĩ anh có thể tập luyện, nếu như anh ở lại Hứa gia, sau này muốn làm việc với Lương Kiêu cũng không phải là điều không thể. Với năng lực của Hứa gia chúng ta, để anh trở thành một con người đàng hoàng hơn cũng không phải điều gì quá to tát, huống chi để anh đứng trên đỉnh Hương Sơn đúng không? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, không được, tôi có một lượng trà cũng khoảng 300 vạn, làm sao có đàng hoàng bây giờ. Hứa Ước Ngọc nói, đừng nói nữa, tạm thời anh không thể rời khỏi Hứa gia, khi nào Lương Kiêu không tìm anh làm phiền rồi tính sau. Hôm nay anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, theo chúng ta đi tham gia yến hội Hoàng thị tổ chức, thành phố Hương Sơn sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến, thần tượng của em tiểu thư Millicent cũng sẽ đi. Đến lúc đó bố em sẽ giới thiệu anh, nói không chừng anh sẽ làm rất tốt ở Nam Dương. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, có Từ Ngạo Tuyết rồi hắn còn cần người khác giới thiệu sao? Cô ta có hiểu biết hay không, trên người cô ta có vết bớt ở đâu, hắn đều biết rất rõ. Vậy khi nào biết được Lương Kiêu sẽ không làm phiền tôi nữa? Tề Đẳng Nhàn trợn mắt, hỏi. Đến lúc đó em sẽ nói rõ ràng với bố. Bảo bố đi tìm Lương Diệp và Liên Thắng nói rõ ràng. Hứa Ước Ngọc liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, nói, đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Hứa Ước Ngọc dẫn Tề Đẳng Nhàn đến một cửa hàng của Phạm Tư Chiết, sau đó chọn cho hắn một bộ Âu phục và giày da. Tề Đẳng Nhàn mặc một bộ đồ khác mới toanh trông rất đẹp trai, nếu nói đến diện mạo và dáng người vốn có của hắn, nhất định có thể thu hút ánh mắt của người khác dù ít hay nhiều. Nhưng với vẻ ngoài mũm mĩm và thân thiện này, nhìn sơ quy, hắn trông giống cậu con trai nhà địa chủ ngốc nghếch. Ha, khí chất của Versace không hợp với anh lắm, nhìn như thằng con nhà địa chủ ngu ngốc vậy. Hứa Ước Ngọc không nhịn được cười. Cô chủ động đi lên, kéo thẳng cổ áo của Tề Đẳng Nhàn hai lần, nhìn kỹ rồi cười nói, nhưng mà nhìn cũng được, cũng không tệ lắm. Dù sao Tề Đẳng Nhàn cũng là một chiến sĩ, cho dù ẩn thân như thế nào. Trên người hắn vẫn có một loại khí chất khác người thường, khiến hắn trông có vẻ tự tin và mạnh mẽ. Cô vươn tay vỗ vỗ ngực Tề Đẳng Nhàn,
nói chiều nay anh đừng có làm bậy, các nhân vật lớn ở Hương Sơn đều tới đây, đừng làm mất mặt của Hứa gia. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi, Hứa Ước Ngọc hài lòng gật gật đầu, cảm thấy một người hơi mập như Tề Đẳng Nhàn rất khó để có thể chọn một bộ Âu phục thích hợp nhưng mình lại chọn được một bộ đồ như vậy, rất đáng khen ngợi. Đến buổi chiều thời điểm khi yến hội sắp mở màn, từng chiếc xe sang trọng xuất hiện ở bên ngoài dinh thự của Hoàng Văn Lãng. Bởi vì Hoàng Kỳ Bân bị chấn động não nên không thể lộ diện, phải tiếp tục ở trong bệnh viện. Chính bởi vì có màn trình diễn xuất sắc của mình, Hoàng Văn Lãng mới có thể nổi trận lôi đình trong cuộc họp của ông ta, sau đó đấm mạnh. Lại nói tiếp, Hoàng Văn Lãng thực sự phải cảm ơn con trai của mình vì đã chạy đến thủy hội bị đánh một trận, không thể không nói, Hoàng Văn Lãng và Tề Bất Ngữ đều là cha ruột. Tề Đẳng Nhàn và Hứa Ước Ngọc, Hứa Trường Ca ba người, ngồi trên Maybach đi đến yến hội. Chiếc xe này có lẽ hơi bắt mắt ở những nơi khác, nhưng hôm nay ở Hương Sơn, nơi phú hào tụ tập, với đại viện của Hoàng Văn Lãng, vậy thì không phải quá nổi bật. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt một cái đã thấy được Từ Ngạo Tuyết, một thân diện váy lễ phục màu trắng như tuyết, mang giày cao gót thủy tinh, búi tóc rất thời thượng, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng là một phong cảnh cực kỳ mỹ lệ, hấp dẫn ánh mắt vô số người tới. Người yêu cũ, trên mặt Tề Đẳng Nhàn nở ra một nụ cười. Từ Ngạo Tuyết được một đám đàn ông vây quanh, bước vào trong. Hứa Trường Ca cười nói, xinh đẹp chứ, đó chính là tiểu thư Millicent mà lát nữa chú muốn giới thiệu cho cháu. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói, xinh đẹp. Hứa Ước Ngọc nói, tiểu mập mạp anh đừng nghĩ tới cô ấy nữa, đây chính là thần tượng của em. Em thật nhàm chán, tại sao có thể chọn một người thất bại như vậy làm thần tượng của mình? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên hỏi, anh đang nói cái gì vậy hả? Mặc dù cô Millicent đã thất bại ở Trung Hải, nhưng công việc kinh doanh đâu phải lúc nào cũng có thể xuôi buồm thuận gió chứ. Cô ấy có thể ra nước ngoài để gây dựng một tên tuổi lớn như vậy, điều đó không đáng để ngưỡng mộ sao? Hứa Ước Ngọc đột nhiên mất kiên nhẫn, tức giận nói. Hứa Trường Ca và Hứa Ước Ngọc càng khen ngợi Từ Ngạo Tuyết, Tề Đẳng Nhàn lại càng đắc ý. Mấy người tâng bốc cô thì sao, ông đây muốn dìm cô xuống là dìm được à? Ba người họ xuất trình thiệp mời, thành công nhập cuộc. Trong sân, rất nhiều người máu mặt từ Hương Sơn đến, một số nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện khiến cho bữa tiệc trở nên sang trọng. Không biết có gặp được tên Huy cặn bã không nhỉ, tôi vừa mới đăng ký một tài khoản huyền thoại, để xem hắn có tặng tôi được một chiếc nhẫn tê liệt không. Tề Đẳng Nhàn nhìn trái nhìn phải, tuy hắn không theo đuổi thần tượng nhưng được gặp nhiều ngôi sao lớn như vậy vẫn cảm thấy thú vị. Hứa Trường Ca và Hứa Ước Ngọc nhìn nhau cười khổ, cảm thấy hối hận vì đã mang hắn tới đây. Giám đốc Hứa, Dương Quan Quan đi tới trước mặt, cười với Hứa Trường Ca, anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Tôi có thể bắt đầu ở đây bất cứ lúc nào. Dương Tiểu Thư không cần vội như vậy đâu, dù sao cũng là dự án lớn, tôi phải chuẩn bị chu đáo chứ. Hứa Trường Ca ho khan một tiếng, đáp lại. Hiện tại trong tay ông ta còn thiếu mấy trăm triệu tiền vốn nên đang nghĩ cách gom góp, nếu không thì giá cổ phiếu sẽ giảm. Dương Quan Quan nói, được, tôi chờ giám đốc Hứa thêm mấy ngày nhé, ông cũng phải nhanh lên tại tôi còn có việc bận riêng ở đây, đến lúc đó chắc không rảnh đâu. Hứa Trường Ca vội vàng trả lời, tôi hiểu rồi. Hứa Ước Ngọc không nhịn được, hỏi, Dương Tiểu Thư, vì Hà Định Khôn nên cô đột ngột đổi ý đúng không? Dương Quan Quan nghe xong sửng sốt, lắc đầu vội vàng phủ nhận, tôi còn chưa tiếp xúc với hắn bao giờ, nể mặt hắn để làm gì hả? Hứa Ước Ngọc và Hứa Trường Ca ngẩn người ra. Ngày đó, bọn họ đều tưởng rằng Dương Quan Quan vì muốn giữ mặt mũi cho Hà Định Khôn mới tự nguyện đổi giọng hợp tác đầu tư, không ngờ tới chuyện thực ra không phải vậy. Vậy, Hứa Ước Ngọc còn muốn hỏi tiếp. Tạm thời giữ bí mật nha. Dương Quan Quan cười ha hả. Cô thừa biết Hứa Ước Ngọc muốn hỏi cái gì. Chẳng qua bản thân cô cũng hơi kỳ lạ, Tề Đẳng Nhàn sao biết được chuyện Hứa Trường Ca tiếp xúc với cô, đã thế hắn còn muốn cô đồng ý đầu tư với Hứa Trường Ca. Câu lạc bộ du thuyền không phải là một dự án nhỏ, vốn đầu tư ban đầu rất lớn, dù có tiền cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, Tề Đẳng Nhàn lập tức đi sang một bên, cầm một ly sâm panh cùng một đĩa đồ ăn, bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon trên bàn.
Hứa Ước Ngọc còn muốn giới thiệu thêm cho Tề Đẳng Nhàn vài người bạn tốt, nhưng thấy hắn ăn uống vô tích sự như vậy cô lại nghĩ có vẻ cũng không cần thiết cho lắm. Này tên mập, anh được mời tới bữa tiệc này để mở rộng quan hệ xã hội, không phải ăn uống, Hứa Ước Ngọc đi tới, chuẩn bị vặn lỗ tai của hắn. Tề Đẳng Nhàn lại nghiêng đầu, nhét một miếng bít tết vào miệng, cười nói, biết rồi, chẳng qua tôi đói bụng, có thực mới vực được đạo chứ. Hứa Ước Ngọc nói thầm, bảo sao mập như heo, nếu anh gầy đi một ít, tôi có thể nghiêm túc suy nghĩ lại về người như anh. Wow, cô gái đó là ai vậy? Cô ấy cao thật đấy. Hứa Ước Ngọc đột nhiên kêu lên. Tề Đẳng Nhàn nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một cô gái có ngoại hình đạt chuẩn và dáng người cao ngất ngưỡng diện bộ váy sang trọng đang bước vào. Hắn hơi ngạc nhiên, em gái này đi từ Thượng Hải đến Hương Sơn làm gì nhỉ? Cô ấy tên là Giang Khuynh Nguyệt, được biết đến là đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải, là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty giải trí nội địa Tinh Quang, đến Hương Sơn để quay TV. Một người bạn quen biết Hứa Ước Ngọc mở miệng giới thiệu, nghe nói vừa mới tới đã được lão tử để ý, chuẩn bị để cho cô ấy đảm nhận vai nữ chính trong phim mới. Tề Đẳng Nhàn nghe xong ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ bạn gái cũ của hắn vẫn lợi hại như xưa, hãng phim vừa sập đã bước chân vào giới giải trí rồi. Hơn nữa, cô ấy đã ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Quang của gia đình họ Trịnh. Tề Đẳng Nhàn giúp nhà họ Trịnh loại bỏ tai họa Triệu Mãn Nhi, cha con nhà đó lại nắm quyền một lần nữa, Giang Khuynh Nguyệt đầu quân vào công ty dưới trướng nhà họ Trịnh, chẳng sợ bị khinh thường hay gặp quy tắc ngầm nào cả. Đúng lúc này, Tề Đẳng Nhàn chú ý tới một nữ siêu sao bưng rượu vang đỏ bước đến chỗ Giang Khuynh Nguyệt. Vừa đến gần, cô cố ý trượt chân, cả người nhào về phía trước. Rượu vang đỏ trong tay hất thẳng lên mặt Giang Khuynh Nguyệt. Chúc mấy người xem kịch vui vẻ nhé. Đó là Thang Linh, vốn dĩ lần này lão hứa định để cô ấy làm nữ chính, nhưng cuối cùng lại bị mỹ nhân số 1 Thượng Hải cướp mất. Người bạn bên cạnh Hứa Ước Ngọc cảm thấy hơi buồn cười. Hứa Ước Ngọc nói, trước mặt bao nhiêu người mà dám hất rượu vang đỏ vào mặt người ta, có quá đáng không? Cố tình không muốn để cho người ta tham gia bữa tiệc hay gì? Người bạn tiếp lời, vậy thì hết cách rồi, ai bảo Thang Linh là bạn gái của đại gia nhà giàu Trần Hùng Phi, ai dám trêu chọc cô ta. Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, cảm thấy hơi khó chịu, dù gì cũng là bạn gái cũ, còn bị bắt nạt trước mặt hắn ở đây nữa. Xin lỗi Giang tiểu thư, vừa rồi tôi đứng không vững, cô không sao chứ? Thang Linh cười hỏi, nhìn thế nào cũng không có ý xin lỗi. Trịnh Hữu Bân đại thiếu gia nhà họ Trịnh lúc này từ trong đám người bước tới, trong tay cầm một cái khăn mặt, đưa cho Giang Khuynh Nguyệt, bực bội nói, cô cố ý à? Giang Khuynh Nguyệt lấy khăn lau đi rượu vang đỏ trên mặt, nhưng có một vài giọt rơi xuống quần áo, lau không sạch được, bộ trang phục này bị chén rượu vang đỏ phá hỏng hoàn toàn rồi. Thang Linh thay đổi sắc mặt, gằn giọng lên, Trịnh Tổng nói đúng đấy, tôi cố ý đấy. Làm sao? Mặt Trịnh Hữu Bân tối sầm lại, ở Thượng Hải là anh sai người băm nhỏ cô ta làm thức ăn cho cá rồi, chỉ tiếc là nơi này không phải Thượng Hải. Hơn nữa, Thang Linh còn có chống lưng, cô là bạn gái của Trần Hùng Phi mà. Bữa tiệc hôm nay là do công ty nhà họ Hoàng tổ chức, những người đến đây đều là người nổi tiếng. Cô Thang à, cô đang vô lý gây sự với tôi đấy. Giang Khuynh Nguyệt nói rất bình tĩnh, bộc lộ khí chất của một tiểu thư con nhà danh giá. Ha ha, không sai, ai cũng là nhân vật đáng kính, người ở tuyến 18 như cô trà trộn vào đây làm gì? Thang Linh vẻ mặt khinh thường nói. Thuật ngữ trong giới giải trí của Trung Quốc, ý chỉ người không có danh tiếng. Tề Đẳng Nhàn cầm chai rượu vang đỏ trên bàn bước tới, vừa đi vừa vặn mở nắp chai. Hứa Ước Ngọc hoảng sợ, nói, tên mập, anh làm gì vậy? Đừng có manh động. Cô vừa nhìn đã biết Tề Đẳng Nhàn muốn ra oai giúp Giang Khuynh Nguyệt, đúng là người nghĩa hiệp. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, đừng để ý đến tôi. Thang Linh tỏ vẻ kiêu ngạo, hướng về phía Giang Khuynh Nguyệt nói, lập tức cút khỏi đây đi, có gì tôi còn tha cho cái mạng chó của cô. Không thì tôi cho cô nằm hòm về Thượng Hải đấy. Cô liếc nhìn Trịnh Hữu Bân đang không kìm nổi cơn tức giận. Cười nói, ông chủ Trịnh nghĩ rằng mang tiếng là người thừa kế ba gia tộc lớn nhà họ Trịnh có thể khiến tôi phải sợ ở đất Hương Sơn sao? Mọi người xung quanh bật cười. Người ngoài mà dám ngạo nghễ ở Hương Sơn toàn những người tai to mặt lớn, đúng là viển vông.
Việc Thang Linh muốn hạ nhục Giang Khuynh Nguyệt bọn họ cũng không nhúng tay vào, chỉ thích vui vẻ hóng chuyện. Huống hồ gì Thang Linh còn là bạn gái của Trần Hùng Phi, khả năng Hương Sơn Long Môn để cho cô cố tình làm chăng? Quan hệ giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Hà cũng không tốt. Mà nhà họ Hà thì sao lại có mối quan hệ rất thân thiết với Hương Sơn Long Môn, trong chuyện này hơn nửa có mèo vờn chuột rồi. Trịnh Hữu Bân đen mặt nói, nếu đây là Thượng Hải thì giết cô 100 lần cũng được. Thang Linh cười lớn, đáng tiếc nơi này lại là Hương Sơn. Thế nào, cậu muốn động đến tôi? Thử động đến tôi xem nào. Giang Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, Trịnh Tổng không cần nhiều lời với cô ta, mặc kệ cô ta có nhục mạ tôi như thế nào thì vai nữ chính cũng vẫn là của tôi. Thang Linh bị những lời này làm tức giận đến đỏ mặt, hít mắt lạnh lùng nói, đồ đê tiện, cô thực sự cho rằng mình được hoan nghênh ở Hương Sơn sao? Tôi vì thể diện của đạo diễn từ tạm thời không động đến cô, đợi quay xong phim tôi sẽ cho cô chết. Ao ao, chấm. Ngay sau đó Thang Linh cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, rượu đỏ từ trên đỉnh đầu ào ào đổ xuống. Tề Đẳng Nhàn cầm ly rượu đỏ, cười, nhìn cái loại người như cô này, sao dáng người không có dáng người, sao nhan sắc cũng không có nhan sắc, khí chất thì lại càng không cần phải nói. Dựa vào cái gì Từ lão phải chọn cô làm nữ chính? Đáng tiếc nước tiểu của ông đây không vàng, nếu không đã trực tiếp phun cho cô tỉnh lại. Thang Linh bị đổ một ly rượu đỏ từ trên đầu xuống, cả người hoàn toàn ướt sũng, lễ phục trên người cũng bị rượu đỏ thấm vào. Tôi phắc, ai mà dũng cảm như vậy? Khách mời xem náo nhiệt xung quanh cũng bị hoảng sợ, một đám người ai nấy đều trợn mắt há mồm. Ai chẳng biết Thang Linh là bạn gái của Trần Hùng Phi, người này còn dám cầm ly rượu đỏ dội từ trên đầu cô ta xuống. Có còn cần mạng hay không? Hai người Trịnh Hữu Bân và Giang Khuynh Nguyệt xem đến ngây người, không nghĩ tới sẽ có người rút đao tương trợ. Hứa Ước Ngọc và bạn bè của cô cũng xem đến choáng váng. Tên đàn ông thô lỗ này, vừa mới cảnh cáo hắn không được hành xử lỗ mãng mà giờ lại vẫn làm ra chuyện quá đáng như vậy. Thang Linh có thể ở yến tiệc ức hiếp người khác là vì người ta có Trần Hùng Phi làm chỗ dựa vững chắc. Một người từ nơi khác đến như hắn lại dám ở yến tiệc của thị trưởng Hoàng ức hiếp người như vậy. Không nói đến việc Trần Hùng Phi có tha cho hắn hay không, chỉ nói đến cửa của thị trưởng Hoàng cũng không qua được rồi. Đi chết đi, tôi phắc mẹ anh tìm chết. Thang Linh phẫn nộ xoay người lại, giống như sư tử cái tức giận. Tề Đẳng Nhàn cười cười, dùng tiếng Hương Sơn sứt sẹo nói, tôi còn có điều bất ngờ cho cô. Sau khi nói xong lời này hắn đưa tay trái vẫn để sau lưng ra, trên tay cầm một miếng bánh ngọt. Surprise! Motherfucker, Tề Đẳng Nhàn vừa nói vừa úp miếng bánh ngọt lên mặt Thang Linh. Phịch một tiếng, bánh ngọt nát bét dính trên mặt cô ta, cả người Thang Linh cũng loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Từ Ngạo Tuyết vốn không chú ý tới tình huống bên này, đến khi mọi chuyện ồn ào mới nhìn qua, hơn nữa khi cô nghe được câu ngoại ngữ vừa rồi thì bỗng nhiên giật giật khóe miệng. Câu ngoại ngữ này, con mẹ nó cô rất quen thuộc. Chấm. Hứa Trường Ca cũng bị kinh động. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn trực tiếp úp một miếng bánh ngọt khiến Thang Linh ngã ngồi xuống đất thì sửng sốt, da đầu cũng tê dần. Thang Linh giận dữ hét, đồ đáng chết, hôm nay không gọi người chém chết anh tôi sẽ làm con anh. Hứa Trường Ca vội vàng chạy tới, nói Thang tiểu thư bớt giận. Chấm. Hứa tiên sinh, đồ đáng chết này là hậu sinh nhà ông. Hôm nay tôi nói cho ông biết, nếu ông không cho tôi một lời giải thích vừa lòng thì Hứa gia sẽ phải chết cùng anh ta. Thang Linh nói với Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca nhíu mày nói với Tề Đẳng Nhàn, tiểu lý, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại động thủ với Thang tiểu thư? Daddy, hắn thấy Thang tiểu thư ức hiếp người khác nên mới ra tay. Hứa Ước Ngọc cũng biết nếu Hứa Trường Ca không bảo vệ được Tề Đẳng Nhàn thì hơn phân nửa hắn thật sự phải chết, ngay lập tức đi lên giải thích. Tuy cô khó chịu vì Tề Đẳng Nhàn không nghe lời mình mà xen vào ân oán của Thang Linh và Giang Khuynh Nguyệt nhưng cô cũng không muốn người này cứ như vậy chết một cách khó coi ở đầu đường. Thang Linh cười lạnh nói, tôi ức hiếp người khác thì làm sao? Tôi ức hiếp cô ta là vinh hạnh của cô ta không dám đánh trả tôi, Hứa ra các người xuất đầu làm cái gì? Muốn chết? Sắc mặt Hứa Trường Ca âm trầm. Ông cũng biết nếu làm lớn việc này thì Tề Đẳng Nhàn không chỉ đắc tội với Thang Linh mà còn vì thế cũng sẽ đắc tội với Long Môn Hương Sơn. Nói cho cùng thì Hứa gia cũng không thể chống lại thế lực của Long Môn ở Hương Sơn.
ông hít sâu một hơi, nói Thang tiểu thư, hậu bối nhà tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi cô, thế nào? Thang Linh đứng lên khỏi mặt đất, cười gằn nói, xin lỗi. Xin lỗi có thể giải quyết vấn đề. Tề Đẳng Nhàn khó chịu, làm sao mà minh tinh của Hương Sơn lại giống xã hội đen vậy? Đúng là không có tố chất, Cao muội, cô ta đổ rượu vào cô có muốn đổ lại hay không? Tôi hỗ trợ cô. Hắn lại quay đầu nói với Hứa Trường Ca, chú Hứa, chú không cần quản cháu, hôm nay cháu nhất định phải cho gà mẹ này đi chết. Hứa Ước Ngọc tức giận muốn cho Tề Đẳng Nhàn hai cái tát, không nhìn lại xem mình có thân phận gì sao. Lúc này đã không nhận sai còn dám kiêu ngạo như vậy. Giang Khuynh Nguyệt cũng bị một tiếng cao muội của Tề Đẳng Nhàn làm cho sửng sốt, sau đó mở to hai mắt nhìn hắn, có chút không thể tin được mắt và tai của mình. Hứa Trường Ca nhăn mày, thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn, cháu có biết mình đang làm gì hay không? Tiểu Lý, nếu cháu cứ như vậy hứa ra chúng ta cũng không bảo vệ được cháu. Chú Hứa, chú có nhớ ngày đó cháu nói gì với chú hay không? Có cháu nâng chú, hứa ra chính là hạng nhất Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Hứa Trường Ca sững sờ tại chỗ, nhìn của dáng vẻ Tề Đẳng Nhàn không giống như đang nói giỡn. Dương Quan Quan ở phía sau đi lên, nắm một quyển tạp chí trong tay đi đến trước mặt Thang Linh sau đó đập mạnh xuống. Bốp! Thang Linh trực tiếp bị cô đánh đến loạng choạng đứng không vững. Dương Quan Quan lạnh lùng nói, người Thượng Hải làm sao vậy? Cô là người Thượng Hải thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác sao? Cô gọi Trần Hùng Phi tới đây, xem hắn có dám ức hiếp tôi hay không? Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, đây! Lại tới một vị đại ca nữa. Trịnh Hữu Bân cười nói, hóa ra là Dương tiểu thư, làm việc khí phách hơn tôi nhiều. Giang Khuynh Nguyệt mấp máy miệng, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dừng trên người Tề Đẳng Nhàn, suy nghĩ một khoảng thời gian không thấy người này, sao lại béo thành cái dạng này rồi. Ai chẳng biết Dương Quan Quan là đồ đệ yêu quý của Tề Đẳng Nhàn. Mà Tề Đẳng Nhàn là ai? Đó là một kẻ hung hãn có thể vượt ngàn dặm chạy đến nước Mỹ để chém đầu người của gia tộc Thượng Quan. Ai muốn ở Hương Sơn này ỷ vào người đông thế mạnh trắng trợn ức hiếp Dương Quan Quan, nói không chừng người này sẽ liều mạng chạy đến Hương Sơn chém đầu kẻ đó đấy. Các người đi chết đi, tất cả đều dám động thủ đánh tôi phải không? Thang Linh có chút không khống chế được hét lớn. Ngay sau đó, không biết là ai kêu lên một tiếng Hoàng tiểu thư đến rồi, đám người tách ra một chút. Lập tức nhìn thấy một cô gái ăn mặc giống như công chúa chậm rãi đi đến. Là tiểu công chúa nhà thị trưởng Hoàng, Hoàng Tình Ca, động tĩnh quá lớn nên quấy rầy đến cô ấy sao? Mấy người này đúng là tìm đường chết, tuy Hoàng gia và Long Môn Hương Sơn không hợp nhưng mặt mũi khẳng định vẫn phải cho. Để Hoàng tiểu thư ra mặt thì bọn họ không có trái cây ngon mà ăn. Cũng không biết Hứa tiên sinh nghĩ cái gì mà mang một hậu sinh như vậy đến đây. Gây ra chuyện lớn như vậy cũng không có cách nào kết thúc. Thang Linh thấy Hoàng Tình Ca ra mặt, giơ tay lau hai gò má bẩn của mình, nói, Hoàng tiểu thư, tôi vừa chịu nhục vừa bị đánh ở yến tiệc của các người. Chuyện này có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không? Hoàng Tình Ca nghiêng đầu nhìn Thang Linh, thản nhiên nói, sao lại chật vật như vậy? Thang Linh giận dữ nói, mấy người từ nơi khác đó liên thủ lại bắt nạt tôi. Hại tôi thành như thế này. Hoàng tiểu thư, có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hay không? Giang Khuynh Nguyệt vội vàng nói, Hoàng tiểu thư, là cô ta gây chuyện với tôi trước, cố ý hát rượu vang lên người tôi nên Dương tiểu thư và vị tiên sinh này mới ra tay. Dương Quan Quan lại xua tay nói, Giang tiểu thư không cần phải giải thích, hôm nay tôi đúng là muốn gây chuyện với cô ta đấy. Thì sao nào? Vừa dứt lời mọi người đều cảm thấy khí thế của cô gái này không hề tầm thường. Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan mà trong lòng có hơi xúc động, cô gái rụt rè nhút nhát ngày nào bây giờ trở thành một tổng tài bá đạo, thật sự khiến cho người ta rất vui mừng. Dương Quan Quan của hiện tại, khí thế không tầm thường, khí chất lại bá đạo, vừa mới chiếm được quyền lực tối cao của Dương gia, là lúc đang đắc ý nhất. Bây giờ ông trời có xuất hiện thì cô ấy cũng không thèm nể mặt. Còn không nhìn xem đây là đồ đệ do ai dạy ra. Hoàng Tình Ca cười khẩy với Thang Linh. Nói, mau cút đi, nơi này không chào đón cô, đến Hoàng gia chúng tôi gây chuyện, có phải cô cảm thấy mặt mũi của mình rất lớn hay không? Thang Linh mặt mày cứng đờ, trầm giọng nói, Hoàng tiểu thư,
tôi là bạn gái của Trần Hùng Phi, cô làm như vậy. Cút! Hoàng Tình Ca tức giận hét lớn, đạp vào bụng Thang Linh, đá cho cô ta lăn ra ngoài. Cô ấy nở nụ cười lạnh lẽo nói, lúc trước Trần Hùng Phi tới yến tiệc sinh nhật của tôi tặng quan tài, chuyện này còn chưa tính xong. Cô là cái thá gì mà dám cáo mượn oai hùm đe dọa tôi? Mọi người nghe được lời này thì xôn xao, thì ra giữa hai thế lực còn có mâu thuẫn như vậy sao? Bây giờ Hoàng Văn Lãng đã trở thành thị trưởng thành phố Hương Sơn, xem ra lần này sẽ có rất nhiều chuyện ồn ào để xem. Quăng cái thứ rác rưởi này ra ngoài, từ nay về sau không được để cô ta bước chân vào cửa của Hoàng gia chúng ta nữa. Hoàng Tình Ca khinh thường nói. Hai bảo vệ lập tức tiến lên, mỗi người một bên kẹp Thang Linh lại, ném thẳng ra ngoài. Thang Linh vẫn đang điên cuồng la hét, bạn trai tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Một đám khốn kiếp. Sau khi Thang Linh bị ném ra ngoài, Trần Hùng Phi lập tức xuất hiện trước mặt cô ta. A Phi, bọn họ thật sự quá khinh người, anh phải giúp em báo thù. Thang Linh tỏ vẻ khổ sở nói. Cha, xem ra thái độ của Hoàng gia rất kiên định, nếu đã như vậy thì bỏ ý định hòa giải đi. Trần Hùng Phi quay đầu nói với một người đàn ông trung niên. Đây là cha của hắn ta Trần Bá Hạ. Trần Bá Hạ liếc mắt qua Thang Linh, thản nhiên nói, chúng ta và Hoàng gia chắc chắn không còn hòa giải được nữa. Thang Linh như bị sét đánh ngang tai, trong phút chốc đã hiểu được cái gì đó. Thì ra, cô ta chỉ là một quân cờ mà thôi, Trần Hùng Phi cho cô ta đến tham gia yến tiệc, ám chỉ cô ta đi trả thù Giang Khuynh Nguyệt, chẳng qua là đang lợi dụng cô ta. Muốn dùng cô ta để thăm dò thái độ của Hoàng gia đối với cha con bọn họ, nếu Hoàng gia có lòng hòa giải thì khả năng cao sẽ không dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn với cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại bị ném thẳng ra ngoài, hai cha con họ cũng hiểu được phần nào thái độ của Hoàng gia. Trần Hùng Phi nhìn Thang Linh, bình tĩnh nói, đứng lên đi, còn nằm đó làm gì? Hôm nay em bị sỉ nhục, tất nhiên anh sẽ đòi lại công bằng giúp em. Thang Linh vội vàng lau nước mắt bỏ dậy. Trần Hùng Phi lại nói, đi thôi, về trước đi. Hoàng Văn Lãng đột nhiên đến Hương Sơn đảm nhiệm chức vụ thị trưởng mới, chuyện này thật sự làm cho bọn họ phải kinh sợ, hơn nữa cũng không nắm rõ được thái độ của Hoàng gia nên phải dùng biện pháp như vậy để thăm dò. Bây giờ bọn họ đã hiểu thái độ của Hoàng gia, muốn hòa giải, có lẽ là chuyện không có khả năng. Sau khi giải quyết Thang Linh, hội trường yến tiệc trở lại bình thường. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, giống như đã quên chuyện lúc nãy. Giang Khuynh Nguyệt vừa định đi đến cảm ơn Tề Đẳng Nhàn thì đã bị Hoàng Tình Ca nhanh chân chen lên trước. Cô ta nói với Tề Đẳng Nhàn, anh Tề, vừa nãy tôi đã chứng kiến màn ra tay giúp đỡ vô cùng trượng nghĩa của anh, tôi vô cùng khâm phục. Hôm nay tôi không có bạn nhảy, không biết có thể mời anh khiêu vũ một đoạn được không? Tề Đẳng Nhàn khách sáo nói, tất nhiên là được, Hoàng Tiểu Thư. Hoàng Tình Ca đưa tay cho hắn, người điều chỉnh âm thanh ở hội trường lập tức bật nhạc khiêu vũ du dương. Hứa Ước Ngọc thấy cảnh này thì ngẩn người ra, không ngờ một người phụ nữ như Hoàng Tình Ca mà lại có thể chủ động mời Tề Đẳng Nhàn khiêu vũ. Cũng may Hoàng Tiểu Thư là người sáng suốt, cũng không nể mặt Trần Hùng Phi, nếu không cũng không biết chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào. Hứa Ước Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa Trường Ca cũng là một người từng trải, ông khẽ nhíu mày. Chỉ có ông nghe ra trong lời nói của Hoàng Tình Ca có chút vờ vịt, hai người này, hình như đã quen biết nhau từ trước. Hứa Trường Ca thầm nghĩ, bảo sao thằng nhóc này lại nói bản thân có năng lực ủng hộ mình trở thành thị trưởng Hương Sơn, thì ra là có quen biết với Thiên Kim Hoàng gia. Màn khiêu vũ của Tề Đẳng Nhàn với Hoàng Tình Ca nhận được một tràng pháo tay, mấy cặp nam nữ trong hội trường cũng lịch sự mời đối phương cùng khiêu vũ. Hứa Ước Ngọc lập tức tóm lấy Tề Đẳng Nhàn. Nói, lúc nãy anh quá bốc đồng rồi đó, đừng có làm việc một cách lỗ mãng như vậy nữa được không? Chuyện này thì có là gì đâu, thấy chuyện bất bình tất nhiên phải ra tay giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, bình tĩnh đáp lại. May mà Hoàng Tiểu Thư là một người sáng suốt, nếu không em cũng không biết anh làm như vậy sẽ gây ra tai họa gì. Hứa Ước Ngọc nói. Hừ, trời sập thì người cao lớn nhất chống đỡ, không phải Dương Tiểu Thư cũng ra mặt à? Sợ cái gì chứ, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Hứa Ước Ngọc lườm anh một cái, anh cũng được đó, lại có thể được Hoàng Tiểu Thư chủ động mời khiêu vũ, có phải anh cố ý làm như vậy,
để hấp dẫn sự chú ý của cô ấy không? Tề Đẳng Nhàn nói, vớ vẩn, không phải ở đâu thì sự quyến rũ của tôi cũng đều là đom đóm trong đêm tối sao? Hứa Ước Ngọc bật cười, nếu anh thật sự lợi hại như vậy thì đi mời cô Millicent khiêu vũ đi. Nếu cô ấy muốn nhảy với anh thì tôi sẽ thừa nhận rằng anh chính là đom đóm trong đêm tối. Vừa nãy có rất nhiều quý ông muốn mời Từ Ngạo Tuyết khiêu vũ, nhưng mà không có ngoại lệ, tất cả đều bị cô ta từ chối một cách tàn nhẫn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có ai cảm thấy Từ Ngạo Tuyết ra vẻ thanh cao, ngược lại cảm thấy biểu hiện này của cô ta là hợp tình hợp lý. Tề Đẳng Nhàn còn nghe được có người nói cái gì mà không hổ là cô Millicent, đúng là cao quý không thể với tới. Hắn khịt mũi khinh thường, Từ Ngạo Tuyết có thể kiêu ngạo đến như vậy không phải đều là do lũ nịnh nọt chúng mày sao? Nếu thân phận của tôi lộ ra, cô ta còn có thể kiêu ngạo mà đứng đó sao, có khi còn bị dọa sợ đến mức tè trong quần. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, còn cần phải đi mời à? Thôi đi, Hoàng Tiểu Thư thấy anh làm việc chính nghĩa nên cho anh chút mặt mũi, anh còn tự cao vậy à? Hứa Ước Ngọc khịt mũi nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở bên kia Hứa Trường Ca đã tán gẫu với Từ Ngạo Tuyết được một lúc, bây giờ đang vẫy tay với Tề Đẳng Nhàn và Hứa Ước Ngọc. Hứa Ước Ngọc lập tức kéo Tề Đẳng Nhàn đi, qua bên kia, nói, đi daddy của tôi chuẩn bị giới thiệu anh với cô Millicent đó. Anh kinh doanh cao su ở Nam Dương, vừa hay có thể làm quen với cô ấy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy hơi buồn cười, giới thiệu tình nhân cũ của mình cho mình quen biết. Khá thú vị đó. Millicent, đây là con gái tôi Hứa Ước Ngọc, cô đã gặp qua trước đây. Vị này, là bạn trai của con gái tôi, Lý Bán Nhàn, cũng đang kinh doanh một số ở Nam Dương. Hứa Trường Ca giới thiệu Tề Đẳng Nhàn với Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết sau khi nghe được cái tên này, nhíu mày, thản nhiên nói, à. Hiện tại cô ta rất ghét người có chữ Nhàn trong tên, nhất là đàn ông, cho nên nhìn thấy bộ mặt này của Tề Đẳng Nhàn cũng không có chút thiện cảm nào. Hứa Ước Ngọc cười nói, cô Millicent, xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Không biết việc buôn bán của cô có tiến thêm một bước gì chưa? Từ Ngạo Tuyết lịch sự gật đầu cười, nói, vẫn khá tốt. Hứa Trường Ca nói, Millicent, tiểu lý buôn bán cao su ở Nam Dương, lần trước không phải cô nói có một đồn điền cao su lớn sao? Tôi nghĩ. Từ Ngạo Tuyết không đợi ông nói xong đã nói, Hứa Tổng đừng nghĩ, không có khả năng. Tôi ghét người trong tên có chữ Nhàn. Nụ cười trên mặt Hứa Trường Ca lập tức đông cứng lại, bất đắc dĩ ngượng ngùng nói, nếu đã như vậy, vậy quên đi. Ông ta hơi xin lỗi nhìn Tề Đẳng Nhàn, hắn lại là vẻ mặt không sao cả, căn bản không quan tâm. Cô Millicent, nếu cô chán ghét tôi như vậy, Tề Đẳng Nhàn nói. Từ Ngạo Tuyết nhìn về phía hắn, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Vậy tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Tề Đẳng Nhàn cười hì hì hỏi. Hứa Ước Ngọc và Hứa Trường Ca bị câu nói của hắn làm cho sừng sốt, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Mặt người này sao lại dày như vậy, còn không hiểu chuyện như vậy. Từ Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cái tên mập mạp trước mặt có phần giống với tên rất chán ghét trong ký ức của cô, vì vậy cô lạnh lùng nói, tôi có thể cho rằng anh đang chọc tức tôi không? Hứa Trường Ca vội vàng đứng ra hòa giải, nói, Millicent. Cô đừng để ý, thằng nhóc này chỉ là thích nói giỡn. Tiểu Lý, còn không xin lỗi cô Millicent đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thật xin lỗi. Tôi đã ngưỡng mộ tiếng tăm của cô Millicent từ lâu, dù sao, lúc cô lên bến tàu ở Nam Dương thì ai mà không biết cô chứ. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết lúc này mới nhìn khá hơn một chút, cô ta thờ ơ nói, quá khen. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Nhóc mập mạp. Anh thật đúng là gan to bằng trời, cái gì cũng dám nói, không sợ cô Millicent tức giận giết anh sao? Hứa Ước Ngọc tức giận nói, thiếu chút nữa đưa tay véo khuôn mặt mập mạp của hắn. Ha ha ha, em nói xem, nếu như tôi có thể mời được cô ta khiêu vũ, em nhất định phải thừa nhận tôi là người đẹp trai nhất. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hứa Trường Ca cũng không có cách nào lắc đầu, nói tiểu lý, anh không nên quá lỗ mãng, tiệc rượu hôm nay là đầm rồng hang hổ. Có rất nhiều các ông lớn, trong đó không thiếu người chúng ta không thể trêu vào. Hứa Ước Ngọc cũng nói, đúng rồi, anh cũng không tự nhìn chính mình, còn người đàn ông đẹp trai nhất, bên kia có tứ đại thiên vương kìa, ai mà không cách xa anh năm con phố. Đang nói chuyện,
Hoàng Văn Lãng xuất hiện, ngay tức khắc khiến mọi người ở hiện trường xôn xao. Xin lỗi các vị, vừa rồi có chút việc làm trễ thời gian, hy vọng mọi người không để ý. Hoàng Văn Lãng mở miệng nói, chắp tay ôm quyền với mọi người. Thị trưởng Hoàng khách khí, là chúng tôi đến quá sớm. Mọi người cũng rất nể mặt, đương nhiên sẽ không có người nói loại lời EQ thấp kiểu anh đến trễ, phạt rượu ba chén. Phải là người như Tề Đẳng Nhàn, vậy mới thật sự có khả năng làm được. Đợi đến sau khi Hoàng Văn Lãng chào hỏi tất cả vị khách có mặt xong, Từ Ngạo Tuyết đi lên, cười nói, thị trưởng Hoàng, chúc mừng thăng chức, anh có thể tiến lên một bước nói chuyện không? Hoàng Văn Lãng cười nói, Từ Tổng, mời. Tề Đẳng Nhàn không có hứng thú làm quen với những tai to mặt lớn này ở thành phố Hương Sơn, sau khi để Hứa Ước Ngọc ngồi sang một bên, hắn ngồi vào bàn, chậm rãi uống một ly rượu vang. Hả, ngày đó tôi nhìn lầm anh, không nghĩ tới anh là trọng tình nghĩa như vậy. Dương Quan Quan lúc này đi tới, lạnh nhạt nói. À, cảm ơn ha, Tề Đẳng Nhàn cười nói. Chẳng qua, dù sao đó cũng là bạn gái của Trần Hùng Phi. Nếu anh chơi đùa một trận, hắn ta chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, mặc dù nhà họ Hứa xem như là một trong những nhà giàu cường lực nhất ở Hương Sơn, nhưng so với Hương Sơn Long Môn vẫn là chênh lệch rất lớn. Anh có muốn cân nhắc chuyển sang làm việc dưới trướng của tôi hay không? Dương Quan Quan hỏi. Tề Đẳng Nhàn chỉ muốn cười, cảm thấy khoác bí danh lừa gạt khắp nơi cũng là một chuyện rất thú vị ha. Tề Đẳng Nhàn nói, Dương Tiểu Thư, vài ngày nữa tôi sẽ đi tìm cô. Dương Quan Quan nói, rất thẳng thắn, tôi thích, được, tôi chờ anh tới làm ăn với tôi. Nói xong, Dương Quan Quan xoay người bước đi. Dương Quan Quan vừa đi, Giang Khuynh Nguyệt bước tới. Này, vừa rồi cảm ơn anh lại giúp tôi một lần. Giang Khuynh Nguyệt nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói. Đừng khách sáo, dù sao cũng là bạn gái cũ mà. Tề Đẳng Nhàn nói, đưa cho cô ta một ly rượu vang. Giang Khuynh Nguyệt nhận lấy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, sao anh đột nhiên bị truy nã toàn quốc? Xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, một lời khó nói hết, cô cũng đừng hỏi nữa. Ngược lại tôi có chút tò mò, sao cô lại lăn lộn trong giới giải trí? Giang Khuynh Nguyệt nói, gặp may đúng dịp mà thôi, hơn nữa, tôi cảm thấy diễn xuất cũng rất thú vị. Trông coi một phòng làm việc nho nhỏ, làm việc cũng không có ý nghĩa. Tề Đẳng Nhàn hỏi, mẹ cô vẫn khỏe chứ? Nhờ anh chăm sóc, hiện tại bà rất tốt, đang khôi phục ổn định, tôi đang chờ bà ấy khá hơn đón về nước, cùng nhau mời anh ăn cơm. Giang Khuynh Nguyệt mỉm cười nói, trong ánh mắt đều là ấm áp. Chúng ta đã chia tay, Tề Đẳng Nhàn cảnh giác nói. Anh nghĩ gì thế, cũng không phải để anh gặp mẹ vợ, chỉ đơn thuần mời anh ăn cơm, cảm ơn mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt vung nắm tay nhỏ nói. Vẻ mặt khó chịu, nhưng sắc mặt lại hơi đỏ lên. Tề Đẳng Nhàn nói, giới giải trí cũng không dễ lăn lộn, chẳng qua có nhà họ Trịnh chiếu cố cô, tôi cũng rất yên tâm. Giang Khuynh Nguyệt thở dài, nói, anh cứ để lộ như vậy trước mặt tôi, không sợ tôi bán đứng anh sao? Phải biết rằng, những người muốn đối phó với anh, đều rất có quyền thế. Tề Đẳng Nhàn nói, vừa rồi là thuận miệng a, thích đặt biệt danh cho người ta thật sự không phải thói quen tốt. Nếu không, cũng sẽ không bị cô nhận ra. Giang Khuynh Nguyệt trộm cười, vừa rồi cô ta cũng chính là bởi vì danh xưng cao muội mà thoáng cái đã đoán được thân phận của hắn. Tối anh có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm tối, hàn huyên chuyện xưa. Giang Khuynh Nguyệt gửi tới lời mời. Ôi, cô sẽ không lăn lộn trong giới giải trí chỉ vì muốn nhận cha nuôi chứ? Tôi không thể, tôi còn quá trẻ. Tề Đẳng Nhàn vội vàng xua tay nói. Giang Khuynh Nguyệt suýt nữa ngã thẳng khỏi ghế, ánh mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, dường như có thể giết người. Đây là thứ gì vậy? Thấy Giang Khuynh Nguyệt dường như trở nên nổi khùng giận dữ, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười ha ha nói, chúng ta đều đã chia tay rồi, không nên dây dưa thì tốt hơn. Giang Khuynh Nguyệt trừng mắt, rất tức giận, cũng rất tủi thân. Đã chia tay rồi, vậy anh còn giúp tôi ra mặt làm gì? Giang Khuynh Nguyệt khó chịu nói. Từ Ngạo Tuyết đang nói chuyện với Hoàng Văn Lãng, vẫn bàn bạc về chuyện dược phẩm. Thứ Từ Ngạo Tuyết cần là các loại thuốc kháng sinh như penicillin, đa số là dược phẩm dùng cho quân đội. Phía Nam Dương bên kia, tuy rằng hiện tại Trần gia bấp bênh,
nhưng vẫn gắt gao khống chế quân đội chính phủ và một khối chữa bệnh, bọn họ đương nhiên biết rất rõ cái gì muốn nắm chặt nhất. Không chỉ là nắm rất chặt, nếu như là dược phẩm nước khác muốn chảy vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ Ngạo Tuyết và Trần Gia đàm phán không thành công, chỉ có thể tới Hương Sơn tìm cách khác. Từ Tổng, không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là có người đã nhanh chân đến trước. Sau khi Hoàng Văn Lãng nghe xong một phen dụ dỗ của Từ Ngạo Tuyết, bất đắc dĩ cười cười nói. Cái gì, có người nhanh chân đến trước sao? Là ai vậy? Từ Ngạo Tuyết kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Hoàng Văn Lãng đưa ngón tay chỉ Tề Đảng Nhàn đang nói chuyện phiếm với Giang Khuynh Nguyệt, nói kia, chính là vị Lý Tổng đó, cậu ta làm cao su ở Nam Dương và sinh ý với dược phẩm. Từ Ngạo Tuyết nhất thời cảm thấy không thoải mái, nói cậu ta là ai, sao tôi không biết ở Nam Dương có người trâu bò như vậy? Hoàng Văn Lãng cười nói cậu ta là do người Mỹ nâng đỡ lên, vẫn luôn chui giúp ở mấy xó xỉnh đáng khinh, gần đây mới phất lên như vậy. Người Mỹ, Từ Ngạo Tuyết nhíu mày. Khối bánh kem lớn Nam Dương này vô số quốc gia thế lực đều muốn nhúng tay vào, người Mỹ quản rộng như vậy, nếu không muốn chen chân vào mới kỳ quái. Dù sao ở Nam Dương có vàng bạc quặng sắt, còn có dầu nhiên liệu, cao su, các loại tài nguyên khí đốt cực kỳ phong phú, cũng đủ để khiến nhiều người động tâm. Từ Ngạo Tuyết hỏi, thế lực nào của người Mỹ, sao tôi lại không biết? Là tập đoàn tài chính Boston, Hoàng Văn Lãng trả lời. Từ Ngạo Tuyết thoáng cái trở nên trầm ngâm, tế bào não trong đầu bắt đầu điên cuồng vận hành, tập đoàn tài chính Boston của Mỹ nhúng tay vào thế cục Nam Dương. Bọn họ vào sân là đại diện cho thế lực phía chính phủ của Mỹ, còn nếu chỉ là vì lợi ích của tập đoàn tài chính. Trong đó có giao dịch gì, Trần Gia có biết hay không? Dù sao, cô ta não ngắn, căn bản không biết đây đều là âm mưu mà Tề Đảng Nhàn và Hoàng Văn Lãng hợp tác bịa ra. Hoàng Văn Lãng nói, cho nên nếu Từ Tổng muốn lấy dược phẩm thì đi tìm cậu ta nói chuyện đi. Dược phẩm Hương Sơn chúng tôi xuất khẩu về phía Nam, hơn phân nửa đều phải qua tay cậu ta. Từ Ngạo Tuyết lễ phép cười cười, sau đó nói, tôi đi tìm anh ta tâm sự vậy. Sau khi nói xong lời này, Từ Ngạo Tuyết tránh xa Hoàng Văn Lãng, đi về phía Tề Đảng Nhàn. Đáy mắt Tề Đảng Nhàn nhìn thoáng qua một màn này, không khỏi cười thầm, không nhịn nổi. Giang Khuynh Nguyệt lại phát huy bản tính nói nhiều, nói liên miên với Tề Đảng Nhàn, nói đủ loại chuyện sau mấy ngày mình gia nhập giới giải trí. Tề Đảng Nhàn nghe tai này ra tai kia. Thật sự có chút thắc mắc, tại sao đệ nhất Mỹ nhân Ma Đô lại là một người nói nhiều như vậy, không phải nên cao ngạo lạnh lùng một chút sao? Từ Ngạo Tuyết đi tới bên cạnh Tề Đảng Nhàn, nói tâm sự. Ồ, ngoại trừ mời khiêu vũ ra, những chuyện khác tôi nhất quyết từ chối. Tề Đảng Nhàn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Trong mắt Từ Ngạo Tuyết hiện lên một tia tức giận, cười nói, được thôi, vậy chúng ta vừa nhảy vừa nói chuyện. Tề Đảng Nhàn lập tức đồng ý, nắm lấy tay Từ Ngạo Tuyết, cùng cô ta đi vào giữa sân. Giang Khuynh Nguyệt tức giận đến xanh mặt, tên khốn kiếp này, rốt cuộc có nghe mình nói hay không? Mọi người thấy một màn như vậy, đều không khỏi xôn xao, ai cũng không mời được nữ thần, lại bị một tên nam dương ám tay trên. Trò đùa gì vậy? Trong lúc nhất thời, vô số cảm xúc hâm mộ ghen tị tràn ngập toàn trường, làm cho người ta cảm thấy không khí tựa như trở nên ê ẩm. Qua, wow, Tiểu Như, có lầm không vậy, bạn trai của cậu cắm sừng cậu rồi, lại cùng cô Millicent khiêu vũ cơ đấy. Bạn Hứa Ước Ngọc khoa trương nói. Hứa Ước Ngọc cũng trợn mắt há hốc mồm, chuyện này. Vừa rồi cô còn nói Tề Đảng Nhàn sẽ không có khả năng mời Từ Ngạo Tuyết cùng khiêu vũ, kết quả hai người này cứ thế mà nhảy với nhau. Hứa Trường Ca cũng kinh ngạc, một lát sau, cười khổ lắc lắc đầu, xem ra. Thằng nhóc này so với trong tưởng tượng của ông còn lợi hại và phức tạp hơn rất nhiều. Từ Ngạo Tuyết cười nói, thị trưởng Hoàng vừa mới nói với tôi, có vẻ như Lý Tổng đã bao trọn con đường xuất khẩu thuốc kháng sinh của Hương Sơn vào phía Nam, không nghĩ tới Lý Tổng có năng lực lớn như vậy đấy. Tề Đảng Nhàn nói, đều là dựa vào người Mỹ kiếm chút tiền, cô Millicent đừng cười nhạo tôi. Từ Ngạo Tuyết nói, anh đừng nói tiếng Hương Sơn với tôi nghe không hiểu. Tề Đảng Nhàn cũng không hiểu, gần đây học được đôi câu nên ở chỗ này nói lung tung. Một người dám nói, một người dám nghe. Lý Tổng, hiện tại tôi làm ăn buôn bán,
nhu cầu cấp bách rất cần những dược phẩm kia, có thể nào dơ cao đánh khẽ, cho tôi một ít không? Từ Ngạo Tuyết cười hỏi. Vừa rồi cô ta còn nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng con mắt khinh miệt, nhưng hiện tại lại tươi cười thân thiết, vẻ mặt ôn hòa. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn tùy ý, nhàn nhạt nói, cô cũng biết là tôi làm việc cho người Mỹ, tôi đâu dám tùy tiện đưa dược phẩm bọn họ muốn chiếm đưa cho người khác. Tập đoàn Trần Thị ở Hương Sơn có một công ty trang sức muốn hợp tác, cũng đến nói với tôi như vậy, nói gì đi nữa, dược phẩm Hương Sơn đều giữ lại. Từ Ngạo Tuyết nói, đương nhiên tôi biết Lý Tổng làm việc cho người Mỹ cũng không dễ dàng, nhưng mà người Mỹ cũng không dám trắng trợn duỗi tay quá dài, nếu không, Trần gia sao có thể ngồi yên không để ý tới chứ. Anh bí mật cho tôi một chút, tôi sẽ trả thù lao xứng đáng. Tề Đẳng Nhàn nói, cô Millicent đang kể chuyện cười sao, tôi làm việc với tập đoàn tài chính Boston, còn thiếu chút tiền ấy à? Trong lúc nói chuyện, hắn còn cố ý dùng ngón tay gãi gãi mu bàn tay Từ Ngạo Tuyết. Ngửi mùi nước hoa quen thuộc của Từ Ngạo Tuyết, trong lòng hắn có chút hoài niệm. Trong nội tâm Từ Ngạo Tuyết thầm lấy hai đao giết tên mập mạp vô sỉ này, nhưng trên mặt lại cười hì hì, hỏi, Lý Tổng muốn cái gì, mở miệng nói là được rồi, có thể đáp ứng, tôi tuyệt đối sẽ không làm qua loa. Tề Đẳng Nhàn liếm liếm môi, nói tôi nghe nói từ tiểu thư. Rất mọng nước. Chấm hỏi. Chấm hỏi, chấm hỏi. Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết ngạc nhiên, sau đó nổi giận, nuốt cục tức nói, trò đùa này có vẻ không buồn cười lắm. Những gì tôi nói là thật, ở Mỹ tôi gặp được một người bạn tên là Tề Đẳng Nhàn, chính miệng hắn nói với tôi như vậy. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Tâm trạng Từ Ngạo Tuyết như nổ tung, không ngờ rằng con rùa cụt cổ Tề Đẳng Nhàn này đi đến nơi chân trời góc biển lại bôi nhỏ thanh danh của cô ta. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, cho nên, tôi muốn thử xem. Nếu quả thật đúng như lời người ta nói, tôi sẽ đưa ba phần dược phẩm đến, cũng không có vấn đề gì cả. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết thay đổi liên tục, một lát sau, cô ta cười dài nói, được thôi, đêm nay tôi ở trong phòng tổng thống lớn khách sạn Thiên Địa Hương Sơn chờ anh. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy thỏa thuận như vậy đi, tối nay chúng ta không gặp không về chứ. Được, không gặp không về. Từ Ngạo Tuyết sảng khoái đồng ý. Tề Đẳng Nhàn buông bàn tay nhỏ bé của Từ Ngạo Tuyết ra, lưu luyến sờ soạng một chút, nói, buổi tối gặp lại. Chờ sau khi hắn xoay người đi, trên mặt Từ Ngạo Tuyết lộ ra ý cười lạnh lùng ý, nghĩ thầm, chỉ sợ anh không có mạng để tới, đi chết đi, tên khốn. Ngay lúc này, Hoàng Văn Lãng lại tiếp đãi một vị khách quý, bang chủ Hồng Bang Hương Sơn Mạnh Thiên Xanh, cùng với thần thủ được mệnh danh là cao thủ hàng đầu của Hương Sơn Chiến Phi. Mạnh tiên sinh, mấy người dạo gần đây tổ chức cái đại hội võ đạo gì đó, thu hút rất nhiều cao thủ từ các nơi khác tới đây, ngư long hỗn tạp, khiến cho người bảo đảm an ninh của Hương Sơn chúng tôi rất áp lực đấy. Cảnh sát trưởng Hoắc Đa đứng bên cạnh Hoàng Văn Lãng, nói với Mạnh Thiên Xanh bằng giọng điệu khó chịu. Mạnh Thiên Xanh cười ha ha, nói cục trưởng Hoắc, đây chỉ là giao lưu võ học chính quy mà thôi. Có áp lực an ninh gì chứ? Có Hồng Bang và Long Môn ở đây, chắc chắn không ai dám gây chuyện. Huống chi, Chiến tiên sinh còn đang ở chỗ này, ai dám làm loạn trước đại hội, cũng phải vượt qua cửa ải của anh ta trước. Có phải không, Chiến tiên sinh? Thần thủ Chiến Phi mặc một bộ trang phục thời đường màu trắng, chân đi giày thái cực, cằm có ít râu, trên người có một loại khí chất siêu nhiên. Chiến Phi mỉm cười với mọi người. Sau đó chắp tay nói, thủ lĩnh Hoàng Thị, cục trưởng Hoắc, hai người cứ yên tâm, có tôi ở đây, những người võ đạo này không có khả năng gây chuyện. Ai dám gây chuyện, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Nếu như người khác ăn mặc như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người ta hiểu lầm là lừa đảo trên giang hồ. Hoắc Đa nói với vẻ không mấy tin tưởng, Chiến tiên sinh cả người là sắt, có thể đánh mấy cái đinh cơ chứ. Chiến Phi cười ha hả. Nói cảnh sát trưởng Hoắc có thấy con chim trên tường kia không? Hoắc Đa nhìn theo hướng đó, liền nhìn thấy một con chim khách đang ngủ gật ở đầu tường. Thấy rồi, thế thì sao? Hoắc Đa nhíu nhíu mày, không hiểu Chiến Phi nói vậy là có ý gì. Chiến Phi cười to một tiếng, đột nhiên anh ta hơi động đậy chân, đùng một tiếng, mặt đất xung quanh người anh ta đều có cảm giác như đang chuyển động, dưới chân giống như dẫm phải đậu phụ, như sắp té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy thân hình Chiến Phi hóa thành một cái bóng trắng, tốc độ cả người cực kỳ nhanh, thoáng cái đã đến phía dưới vách tường.
Anh ta nhảy lên một cái, cao hơn 1 mét, hai chân đạp hai phát lên trên vách tường, lại nhảy lên không trung khoảng hơn 2 thước. Ngay sau đó, một bàn tay to vươn ra, trực tiếp bắt gọn con chim khách vào trong tay. Vừa rồi Chiến Phi dậm chân một phát, trong lòng tất cả mọi người sợ tới mức run lên, ai cũng cảm thấy màng nhĩ đau nhức, thậm chí chỗ bàng quang cũng cảm thấy có chút áp lực. Sau khi đã phục hồi lại tinh thần, Chiến Phi đã bắt được chim khách trên đầu tường cách đó hơn 10 mét. Công phu của người này rất cao, cực kỳ cao. Anh ta tên là gì? Dương Quan Quan nhịn không được quay đầu hỏi Hứa Trường Ca bên cạnh. Thần thủ Chiến Phi, năm xưa được người người ca tụng là đệ nhất cao thủ Hương Sơn, chưa từng thấy anh ta thất bại lần nào. Hứa Trường Ca chậm rãi nói. Dương Quan Quan nhíu mày, lẩm bẩm nói, thần thủ Chiến Phi. Cái tên này rất có ý tứ, vừa rồi cái tay kia, quả thật là kỹ năng thần kỳ. Nếu không cho tôi khoảng 2 năm thì nhất định tôi cũng không luyện được. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên cũng chú ý tới thần thủ Chiến Phi này, hắn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, xoắn chân lại để phát lực, xà giá phong lướt, sau đó nhảy lên con ngựa gần đó, dùng cước pháp đạp yên mượn lực, cuối cùng dùng là thái cực vân bắt chim khách. Có chút hay ho. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, đỡ để cho Chiến Phi phát hiện, nếu võ công đã đạt đến loại cảnh giới này, thì sẽ nhìn rõ mọi việc, một chút động tĩnh cũng có thể kích thích đến người đó, cho dù chỉ là ánh mắt. Chiến Phi cầm lấy chim khách đi đến trước mặt đám người Hoắc Đa, cười nói công phu một tay này đã đủ chưa? Sau khi nói xong lời này, hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay lấy một loại tần suất kỳ diệu mà rung động. Chim khách lòng trong tay giống như bị giam cầm trong một lồng năng lượng vô hình, cho dù có cất cánh từ hướng nào cũng không thể bay nổi, đều bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Chim không bay, Dương Quan Quan nhìn thấy cảnh như vậy, thật sự rất kinh hãi, nghe nói, kiểu này chắc đã là đại tông sư, chỉ sợ Tạ Cuồng Long cũng không bằng anh ta. Chiến Phi này cũng không phải là cái loại người nào đó luyện thái cực để làm mánh khóe lừa gạt khách, người đó đã buộc dây thừng ở trên đùi chim, mà Chiến Phi lại bắt một con chim khách hoang dã. Mỗi lần chim khách muốn cất cánh đi, bàn tay của Chiến Phi sẽ dán lên trên, lấy sức thái cực vân thủ dính chặt lấy chân chim khách, khống chế không gian dương cánh của nó, trong nháy mắt khi con chim sắp duỗi chân cất cánh lên, bàn tay đó sẽ áp vào bên trong, khiến chim chóc không thể bay được. Để làm được điều này đòi hỏi phải biết khống chế sức mạnh của bản thân, nắm bắt phương hướng, điểm có thể khống chế hoàn toàn, có thể nói can cheng lu hô chun chinh le. Khi Thái Cực Tông Sư Dương Lộ Thiện luyện được công lực to lớn, vì để phát huy thái cực quyền của mình nên đã biểu diễn kỹ năng tuyệt đỉnh chim không bay trước mặt mấy người quyền quý ở Kinh Thành. Khi nhìn đến đây, Hoàng Văn Lãng cảm thấy khiếp sợ. Trong nháy mắt, Chiến Phi lại dùng lực bắt chim trở về, giống như chỉ trong nháy mắt mà thôi, giờ phút này, anh ta mở ra bàn tay, chim chóc cũng không bay nổi. Thật là kỹ thuật thần kỳ, ha ha ha, cực kỳ thần kỳ. Chiến tiên sinh đúng là không thẹn với danh xưng thần thủ. Mạnh Thiên Xanh cao giọng nói. Chiến Phi mỉm cười, nói quá khen. Sau khi nói xong lời này, anh giơ tay lên, nói, đi đi. Con chim khách đạp hai chân một cái, đôi cánh dương lên, từ trong lòng bàn tay của hắn bay đi. Nhìn chim khách bay đi, những người xung quanh bây giờ mới hồi phục lại tinh thần, nhất thời, trong đám người phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt. Hoắc Đa cũng là không còn lời nào để nói, thủ thuật mà Chiến Phi thể hiện ra lần này, có thể nói là kỹ năng thần kỳ. Thủ lĩnh Hoàng, Cục trưởng Hoắc, xin các người yên tâm, chúng tôi triệu tập đại hội võ đạo lần này, thứ nhất là để thúc đẩy quá trình giao lưu võ thuật, thứ hai là nối lại quan hệ của Long Môn với Hồng Bang, thứ ba là bàn về chuyện tiêu diệt mấy tên phản quốc. Hoàng Văn Lãng nhìn thấy chiêu này của Chiến Phi, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Ông ta biết Tề Đẳng Nhàn rất lợi hại, thậm chí còn từng cứu cái mạng già của mình, nhưng giờ phút này, ông ta vẫn có chút chần chừ, nếu hai người này thật sự xuất hiện xung đột, Tề Đẳng Nhàn có thể bình yên vô sự hay không? Chiến Phi cũng nói, gặp phải tên giặc phản quốc, ai cũng có thể giết được, những người tập võ như chúng ta, tất nhiên không thể nhân từ. Sắc mặt Dương Quan Quan trở nên có khó coi, những người này lúc nào cũng nói quốc tặc, làm cho cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đã có Chiến Phi tiên sinh ở đây trấn áp, hơn nữa còn có thể bảo đảm không xảy ra bạo loạn, tôi đương nhiên cũng sẽ không can thiệp vào những chuyện trong giang hồ của các ngươi. Hoàng Văn Lãng thản nhiên nói,
khóe mắt liếc về phía Tề Đẳng Nhàn. Chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn đang cười cười nói với Giang Khuynh Nguyệt, bộ dạng không hề quan tâm. Mạnh Thiên Xanh cười, nói, được, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp công việc với Hoàng Thị, nhất định sẽ không để chính quyền Hương Sơn thêm nhiễu loạn, xin cứ yên tâm. Hoàng Văn Lãng tùy ý gật gật đầu, thật sự rất muốn cái đại hội võ đạo này được tổ chức thành công, nhưng lại có một đám cao thủ quyết tâm thảo phạt Tề Đẳng Nhàn, thật đúng là một chuyện phiền toái. Mấu chốt chính là, Hương Sơn Long Môn lại có thể nhân cơ hội này làm lớn mạnh cánh chim của mình, chuyện này cũng khiến ông ta cảm thấy đau đầu. Tề Đẳng Nhàn không biết đã nói gì với Giang Khuynh Nguyệt, chọc cho cành hoa run rẩy, đồng thời còn chủ động đưa chân tới sờ soạng hắn hai cái. Nhìn thấy chuyện này, không hiểu sao trong lòng Hứa Ức Ngọc lại ghen tuông. Hắn giúp Giang Khuynh Nguyệt ra mặt thì không tính, cuối cùng lại có thể trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn sờ chân. Chuyện phiền phức của Hoàng Tiểu Thư còn chưa tính, thế mà lại còn mời hắn nhảy một điệu rất thân mật. Điều khiến cô không thể chịu đựng được là, thần tượng của cô Tiểu Thư Millicent cũng nhảy một điệu với tên mập chết tiệt này. Trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy hối hận bản thân lúc trước đã nói những lời đó với Tề Đẳng Nhàn, bây giờ cô muốn đi chết mất thôi. Cuối cùng yến hội cũng đã đến lúc hạ màn, khách khứa cũng chào tạm biệt nhau. Tề Đẳng Nhàn nói với Hứa Trường Ca và Hứa Ức Ngọc, hôm nay cháu không về, ngày mai quay lại, hai người không cần lo lắng cho cháu. Hứa Ức Ngọc khó chịu nói, anh đi đâu cũng nên nói với chúng tôi một tiếng chứ. Buổi tối cô Millicent mời anh đến chỗ cô ta, cùng tâm sự chuyện làm ăn Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Hứa Ức Ngọc bĩu môi nói, em không tin, cô Millicent sao lại mời anh chứ? Không phải là anh đi tìm mấy cô tiểu minh tinh đấy chứ? Hứa Trường Ca cười đè bả vai Hứa Ức Ngọc lại, nói, được rồi, chúng ta đi về trước, Tiểu Lý đi xử lý chuyện của mình đi. Hai cha con lên xe rời đi, Hứa Ức Ngọc còn có chút khó chịu. Daddy, để anh ấy một mình như vậy sao? Lỡ may Hòa Liên thắng hay Trần Hùng Phi tìm anh ấy gây sự thì sao? Con còn chưa nhìn ra sao, người này không đơn giản. Được rồi, con không cần phải lo lắng cho cậu ta. Hứa Trường Ca an ủi. Hứa Ức Ngọc không vui nói, con không có lo lắng cho anh ta đâu, chỉ là một tên mập khoa trương thôi mà. Hứa Trường Ca cười ha ha một tiếng, tâm tư cũng có chút phức tạp. Con gái hơn phân nửa là sinh ra chút tình cảm với Tiểu Lý này rồi. Sau khi rời khỏi chỗ Hoàng Văn Lãng, trước tiên Tề Đẳng Nhàn cùng ăn tối với Giang Khuynh Nguyệt. Không thể không nói, Giang Khuynh Nguyệt rất biết làm việc, trở về thay một thân váy áo rất khí chất và gợi cảm, sửa soạn trang điểm một chút, bộc lộ rõ sự tinh xảo của đệ nhất mỹ nhân Ma Đô. Hơn nữa, lần này cô ta không mang giày cao gót. Điều này khiến Tề Đẳng Nhàn ở cùng cô ta cũng không có áp lực tâm lý gì. Này, sao lá gan của anh lớn vậy hả? Hiện tại cả nước đều truy nã anh không lo trốn ở nước ngoài mà lại trở về làm gì? Truy nã tôi thì có ích lợi gì, cũng chẳng bắt được tôi. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Giang Khuynh Nguyệt hỏi, bây giờ anh có chỗ nào nghỉ ngơi chưa? Nếu chưa có, tôi giúp anh sắp xếp. Tề Đẳng Nhàn nói, có. Hứa Ức Ngọc hôm nay cô nhìn thấy là bạn gái hiện tại của tôi. Tôi ở nhà cô ấy. Giang Khuynh Nguyệt tức giận nói, cái gì mà bạn gái hiện tại? Giữa chúng ta còn chưa chính thức chia tay đâu. Đùa gì vậy, chia tay là cô tự nói đấy. Tôi ít đọc sách, nhưng cô cũng đừng hòng gạt tôi. Chúng ta xác định quan hệ trước mặt nhiều người như vậy, cho nên nếu muốn chia tay thì cũng phải tổ chức một bữa tiệc, mời mọi người đến chứng kiến. Tề Đẳng Nhàn không biết nói gì, chưa từng nghe qua tiệc chia tay gì đó, đây là lý do quái quỷ gì thế? Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe đẩy bầy đầy hoa tươi đẩy qua trước mặt, thở dài, hoa hồng đẹp thật đấy. Tề Đẳng Nhàn búng ngón tay một cái, nói với cô gái đẩy xe hoa, cô gái, phiền qua đây một chút. Cô gái kia đẩy xe đi tới, cười nói, tiên sinh, bạn gái của anh thật xinh đẹp, muốn mua hoa sao? Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt. Sau đó, trên mặt lộ ra một chút hồng, nhẹ nhàng mím môi cười. Cô ta mong chờ có người có thể tặng cho bản thân một bó hoa hồng đỏ, nói một tiếng cô ta là người quan trọng nhất. Tề Đẳng Nhàn chỉ Giang Khuynh Nguyệt, nói cô ấy cảm thấy hoa của cô rất đẹp, chuẩn bị mua mấy bó. Biểu cảm trên mặt cô gái bán hoa thoáng cái trở nên cứng đờ,
nụ cười của Giang Khuynh Nguyệt ngồi đối diện cũng co quắp, khóe miệng liên tục run rẩy. Cô gái bán hoa liên tục lấy tay vỗ vỗ trán mình, không thấy lúc gọi cô ta tới, vẻ mặt của người phụ nữ bản đối diện rất ngượng ngùng sao. Đây là kiểu EQ gì vậy? Chưa từng thấy người đàn ông nào không có đầu óc như vậy. Nhưng dù sao, công việc vẫn phải làm. Tiểu thư, cô muốn mua hoa sao? Cô gái bán hoa nhìn Giang Khuynh Nguyệt cười nói. Mua hai bó, một bó hoa hồng, một bó bách hợp trắng. Giang Khuynh Nguyệt ho khan một tiếng, lấy điện thoại ra mua hai bó hoa. Sau khi cô gái bán hoa đưa hoa cho Giang Khuynh Nguyệt, lắc lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, sau đó thở dài, vẻ mặt phức tạp. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nhìn ông đây như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị bắt ông đây bỏ tiền ra mua hết hoa của cô hay sao? Giang Khuynh Nguyệt thật sự muốn đánh chết Tề Đẳng Nhàn, EQ của người đàn ông này, thật đúng là phi thường. EQ của Tề Đẳng Nhàn chính là tàu lượn siêu tốc, đôi khi cao đến dọa người, lúc trước có thể khiến Dương Quan Quan hài lòng cả ngày, đôi khi lại thấp đến đáng sợ, có thể khiến người sống sờ sờ tức chết. Hoa bách hợp này thật đẹp mắt, thuần khiết còn rất xinh đẹp, phối với hoa hồng đỏ rực, quả thực không thể đẹp hơn. Giang Khuynh Nguyệt có ý muốn đổi đề tài. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu. Giang Khuynh Nguyệt nói, anh lắc đầu là có ý gì? Tề Đẳng Nhàn nói, cô biết hoa bách hợp màu trắng ở nước Kiệt Bành có nghĩa là gì không? Giang Khuynh Nguyệt nhíu mày nói, cái này đúng thật là chưa từng nghe qua. Hoa bách hợp màu trắng ở nước Kiệt Bành có nghĩa là chém đầu. Tề Đẳng Nhàn đắc ý nói, đây là kiến thức kỳ quái mà tên oán quỷ bệnh thần kinh kia nói cho hắn biết. Vẻ mặt Giang Khuynh Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ. Tề Đẳng Nhàn nói, thế nào, có phải cảm thấy tri thức của anh đây uyên bác? Hiểu biết kỳ quái lại tăng lên rồi không? Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên đập hoa vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói, họ Tề, vô di ni xiên gen. Sau khi nói xong câu đó, Giang Khuynh Nguyệt thở phì phò đứng lên, cầm túi sách của mình, quay đầu bước đi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, hả, em gái cao kiều này phát điên cái gì vậy, được ông đây phổ cập kiến thức, không nộp phí còn chưa tính, lại còn đi mắng chửi người. Đúng rồi. Buổi tối không phải muốn đi gặp tình nhân cũ sao, bó hoa hồng này tặng cho cô ấy là được rồi. Tề Đẳng Nhàn tiện tay cầm lấy hoa hồng trên mặt bàn, cảm thấy EQ của mình trong nháy mắt tăng cao. Lấy bút Parker Lý Vân Uyển tặng đưa cho Kiều Thu Mộng, lấy bùa may mắn Kiều Thu Mộng tặng đưa cho Dương Quan Quan, lấy hoa hồng Giang Khuynh Nguyệt ném xuống tặng Từ Ngạo Tuyết. Một loạt thao tác này, Y Teng Cheng có đến cũng muốn hô to đại ca uy vũ, đại ca cho em theo với rồi. Tề Đẳng Nhàn ăn hết thịt bò bít tết và điểm tâm còn lại, sau đó lười biếng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, còn chưa trả tiền. Người phục vụ đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Hả, vừa rồi cô gái kia không trả tiền sao? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt hỏi. Hắn móc ví tiền của mình ra, đem thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ đi quẹt thẻ, có chút khó chịu nói, em gái cao kiều này, mời mình đi ăn cơm, thế mà lại không thanh toán hóa đơn. Đúng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, EQ thấp thật đấy. Nếu Giang Khuynh Nguyệt biết đánh giá của hắn, lúc này khẳng định sẽ quay đầu trở về, nhân tiện cầm theo một con dao cắt dưa hấu từ sạp trái cây, không chặt đứt đầu Tề Đẳng Nhàn là không xong. Thật sự là EQ thấp, lúc nhân viên phục vụ đưa thẻ cho Tề Đẳng Nhàn, không tự chủ được nhẹ nhàng cảm thán một câu. Nhưng thính lực Tề Đẳng Nhàn vô cùng tốt, hắn nghe được những lời này, lập tức long nhan ra duê. Vỗ vỗ bả vai nhân viên phục vụ, nói cô cũng cảm thấy vậy đúng không? Nhân viên phục vụ hoảng sợ, âm thanh nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể nghe được sao? Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Tề Đẳng Nhàn nói, gặp phải người phụ nữ có EQ thấp, chính là làm cho người ta cảm thấy đau đầu, đúng không? À, đúng 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 đúng, nhân viên phục vụ sửng sốt, sau đó cười khổ. Tề Đẳng Nhàn cầm hoa hồng, không chút hoang mang rời đi. Chuẩn bị đi gặp tình nhân cũ Từ Ngạo Tuyết. Tề Đẳng Nhàn gõ cửa phòng Từ Ngạo Tuyết, sau đó, cửa phòng mở ra. Anh quả nhiên rất đúng giờ. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Người đẹp đang chờ, đương nhiên tôi phải đúng giờ một chút chứ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đi vào, nào, hoa hồng này dành cho cô. Từ Ngạo Tuyết tiện tay nhận lấy, nói cảm ơn, không ngờ Lý Tổng lại có lòng như vậy, còn cố ý mua hoa hồng cho tôi.
Tề Đẳng Nhàn cười nói, khách sáo rồi. Tiến vào trong phòng, sau khi ngồi xuống sofa, Tề Đẳng Nhàn cười nói thế nào? Từ Ngạo Tuyết cắm hoa tươi vào trong bình hoa, nói, Lý Tổng vẫn nhất định không chịu nhượng lại một chút dược phẩm cho tôi sao? Cho, sao lại không cho chứ? Mấu chốt là cô có phối hợp hay không? Nếu cô phối hợp, tôi bỏ ra 50% cũng không thành vấn đề. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Từ Ngạo Tuyết nói, người Mỹ cho anh bao nhiêu, tôi cho anh gấp đôi như thế được không? Sau này chúng ta cùng chân thành hợp tác ở Nam Dương, tôi bảo đảm anh có thể làm thổ hoàng đế. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói tôi không có hứng thú với tiền, thứ tôi thèm muốn là thân thể của cô. Từ Ngạo Tuyết nghe nói như thế, mặt cũng đen lại, cười lạnh nói, xem ra Lý Tổng muốn tự tìm chết rồi hả? Có vẻ là không chết được đâu, Tề Đẳng Nhàn không hiểu sao lại trả lời một câu như vậy. Từ Ngạo Tuyết ban đầu nghe không hiểu, chờ đến khi kịp phản ứng, mới phát hiện bánh xe đã lăn đến trên mặt mình. Vì thế, cô ta cả giận nói, bắt lại cho tôi. Cô ta vừa mới nói, hai cánh cửa phòng đóng chặt trong nháy mắt mở ra, hai người đàn ông trong nháy mắt lao ra, lập tức nhào đến đối diện Tề Đẳng Nhàn. Hai người đàn ông này đều có dáng người cường tráng, vừa nhìn đã biết là tay thiện xạ thường xuyên luyện công, thân thủ cũng sạch sẽ lưu loát, không có chút động tác dư thừa nào cả. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại chỉ mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, tay trái cản được một quyền, thuận thế bóp cánh tay đối phương, xoay một cái. Răng rắc. Thuộc hạ của Từ Ngạo Tuyết trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất kêu lên thảm thiết, một người khác mới đến gần, đã bị Tề Đẳng Nhàn đạp một cước ở hạ bộ, trong nháy mắt cả người trở nên tê dại. Một màn này, trực tiếp khiến Từ Ngạo Tuyết sợ tới mức mặt trắng bệch. Cô ta gần như không thể tin vào mắt mình. Tên mập mạp này thế mà lại có vũ lực khủng bố như vậy. Phải biết rằng, hai thuộc hạ này đều là cô ta chọn lựa kỹ càng từ quân phiệt Nam Dương, đều có thực lực rất cường đại. Thế nhưng, ngay lúc này, đối mặt với tên mập mạp này, lại vỏn vẹn đối mặt một cái đã trực tiếp ngã xuống. Chỉ với hai tên rác rưởi này, cô cũng không biết xấu hổ mai phục tôi. Tề Đẳng Nhàn cười rồi nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, một trường cắt vào cổ họng người nọ. Đánh cho người ta không rõ sống chết. Thân thể Từ Ngạo Tuyết đột nhiên lui về phía sau, trong tay không biết từ lúc nào có thêm một khẩu súng lục USP, còn trang bị thêm ống giảm âm, cô ta căn bản không nhiều lời, nổ súng về phía Tề Đẳng Nhàn. Chẳng qua, với công lực của Tề Đẳng Nhàn, trừ khi cầm súng tự động dí vào mặt, chỉ với cái súng lục thì căn bản không thể bắn trúng hắn. Hắn xoay người một cái, né tránh phát súng đầu tiên. Thân thể di chuyển xuống dưới, bước chân tiến về phía trước, vụt một tiếng đến trước mặt Từ Ngạo Tuyết, giơ tay gắt gao nắm chặt súng, đoạt lấy. Từ Ngạo Tuyết cũng bởi vì bị đánh mạnh, mà đặt mông ngã ngồi ở trên thảm. Lần sau làm loại chuyện này, kiến nghị cô nên tìm người lợi hại một chút. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói, vươn tay về phía Từ Ngạo Tuyết trên mặt đất. Từ Ngạo Tuyết cũng không đưa tay ra, ngược lại bị dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Run giọng nói, Lý Tổng, mọi chuyện có thể từ từ nói. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, vừa mới muốn dùng vũ lực với tôi, bây giờ lại có chuyện gì từ từ nói. Cô muốn nói chuyện từ từ với tôi, được thôi, cởi hết ra đi, thể hiện chân thành nào. Từ Ngạo Tuyết ngồi dưới đất liên tục lui về phía sau, nói, Lý Bán Nhàn, tôi khuyên anh không nên làm sằng bậy, động đến tôi, anh biết sẽ có hậu quả gì không? Có hậu quả gì? Cô cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Tôi là người phụ nữ của Tề Đẳng Nhàn, dám chạm vào tôi, anh cảm thấy hắn sẽ buông tha cho anh sao? Chiến tích của hắn, tôi nghĩ anh nhất định đã nghe qua rồi. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết trắng bệch nâng thanh danh của Tề Đẳng Nhàn lên, ý định hù dọa cái tên định gây rối mình. Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, dùng tên của hắn để dọa hắn sao? Hả? Không phải tôi nghe nói Từ Tổng cô hận anh ta thấu xương sao, sao lúc này lại thừa nhận mình là người phụ nữ của anh ta rồi? Tề Đẳng Nhàn suy ngẫm cười nói. Đúng, tôi hận hắn thấu xương, nhưng tôi cũng là người phụ nữ của hắn. Tên này mặc dù là một tên cặn bã, nhưng dục vọng chiếm hữu rất mạnh, anh dám đụng vào tôi, thì chờ bị hắn ta đánh chết đi. Tề Đẳng Nhàn khom lưng bắt lấy cô ta, cười một tiếng đưa tay xé rách cổ áo cô ta.
Từ Ngạo Tuyết có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng hối hận muốn chết, đây không phải là tự mình dẫn sói vào nhà sao? Không nghĩ tới, tôi ở trong cảm nhận của cô lại có địa vị quan trọng như vậy thế đấy. Người phụ nữ của tôi, giọng nói Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên thay đổi, nhẹ nhàng truyền vào tai Từ Ngạo Tuyết. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe được giọng nói này, không khỏi ngẩn ra, đột nhiên mở mắt, khiếp sợ nhìn người trước mắt. Chỉ thấy, gò má, xương cốt và cơ bắp của đối phương đều bắt đầu nhúc nhích lên, hết thảy trước mặt phảng phất giống như phim kinh dị. Không bao lâu, gương mặt thối tha khiến Từ Ngạo Tuyết ngày nhớ đêm mong kia, thèm vào, rõ ràng là hận thấu xương đã xuất hiện trước mặt cô ta. Điều này khiến cho cô ta đần ra. Hiển nhiên, cô ta căn bản không nghĩ tới, tên mập mạp này lại là Tề Đẳng Nhàn giả trang. Bây giờ nhìn thấy tôi, cô có vui không? Tề Đẳng Nhàn vuốt gò má Từ Ngạo Tuyết, khẽ cười, hoa hồng tôi tặng cô thích không? Nỗi sợ hãi của Từ Ngạo Tuyết trong nháy mắt đã biến mất, tức giận nói, lại là anh, tên chó tạp chủng anh, lại hù dọa tôi. Tôi nhất định phải giết anh. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp vặn tay cô ta, vặn ngược một cái, xoay cả người cô ta, vừa đi vừa đẩy cô ta vào trong phòng, cười nói, là tôi, cô không nên cảm thấy vui mừng sao. Vừa rồi, chính miệng cô thừa nhận là người phụ nữ của tôi. Ai thừa nhận, đó là vì tôi tự vệ mới nói như vậy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thanh danh chó tạp chủng của anh quả thật có thể dọa được rất nhiều người. Từ Ngạo Tuyết thét chói tai, bởi vì đau đớn, không thể không còng lưng bị Tề Đẳng Nhàn đẩy về phía trước. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi cũng đang kiểm tra cô, xem cô có phải là người có thể vì lợi ích mà không tiếc tất cả hay không. Xem ra, trên đầu tôi không bốc khói xanh mà. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, đánh rắm. Tôi ở Nam Dương bên kia toàn dựa vào ó nghẹo ẹo tạo dáng mới lấy được tài nguyên, đến lúc này, đàn ông lên giường cùng tôi cũng được 30 người. Cô ta bỗng nhiên thét chói tai một tiếng, trực tiếp nằm sấp xuống cuối giường. Cô ta điên cuồng giãy giụa muốn đứng thẳng dậy, lại bị Tề Đẳng Nhàn gắt gao bắt lấy. Chặt như vậy. Lời cô nói, đến một dấu chấm câu tôi cũng không tin. Từ Ngạo Tuyết tức đến hộc máu, cắn răng nói, tôi quay về sẽ nói cho tất cả cho mọi người ở Hương Sơn, tôi xem anh chết như thế nào. Từ Ngạo Tuyết hận Tề Đẳng Nhàn, đó là điều không thể nghi ngờ. Nếu như không phải người đàn ông này nửa đường nhảy ra, cô ta đã sớm nuốt được tập đoàn Hướng Thị, chính mình cũng không đến mức phải lưu lạc như này. Hôm nay tôi hài lòng mấy lần, sẽ cho cô từng ấy phần, có thể lấy được bao nhiêu dược phẩm từ tay tôi, toàn bộ dựa vào bản lĩnh của Từ Ngạo Tuyết cô. Cuối cùng Tề Đẳng Nhàn trực tiếp nằm yên. Từ Ngạo Tuyết tức giận đến mức muốn giết người, nhưng thật sự lại không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể chịu nhục, dùng hết tất cả thủ đoạn, mới lấy được 4 phần dược phẩm từ chỗ hắn. Thật ra, Tề Đẳng Nhàn cho Từ Ngạo Tuyết tất cả dược phẩm cũng không sao cả, hắn căn bản không quan tâm đến những chuyện làm ăn này. Từ Ngạo Tuyết muốn lấy được những dược phẩm này, là muốn tiến thêm một bước thoát khỏi sự khống chế của Triệu gia, thuận tiện thiết lập quan hệ hợp tác mật thiết hơn với quân phiệt địa phương. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết sau nhiều ngày xa cách, hết sức hài lòng, cô ta không bị mặt trời gay gắt của Nam Dương chiếu đen, da thịt vẫn trắng nõn nhẵn nhụi hơn tuyết. Xem cô cố gắng như vậy, tôi cho cô 5 phần là ổn rồi. Tề Đẳng Nhàn cười dài nói, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô ta lên. Từ Ngạo Tuyết mệt mỏi hừ nhẹ hai tiếng, trong lòng lại có chút hoảng sợ. Loại hoảng sợ này, không phải là sợ hãi bị Tề Đẳng Nhàn chi phối, mà là bản thân mình trước nay luôn thanh cao, đối với chuyện như vậy dĩ nhiên không thể chấp nhận được. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, Tề Đẳng Nhàn, hiện tại anh cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì chuyện Lục Chiến Long, biến thành một con chó nhà có tang, Hoa Quốc mấy trăm vạn cây em vuông, cũng không có nổi một chỗ dung thân cho anh. Hiện tại, chỉ cần tôi phát tán thân phận của anh ra bên ngoài, lập tức một giây có cao thủ che trời lấp đất đến bao vây anh. Tề Đẳng Nhàn khỏi cười nói, cô luyến tiếc, phải không? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, đúng, tôi luyến tiếc. Bởi vì, tôi muốn tự tay băm anh thành trăm mảnh, để cho anh chết ở trong tay người khác làm tôi rất thất vọng đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, gặp được tôi ở Hương Sơn có phải cảm thấy rất vui mừng không? Từ Ngạo Tuyết nói, hoảng sợ cũng không ít hơn nhiều lắm đâu, đồ khốn nạn. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói chính sự đã xong xuôi rồi,
đến đây nào, uống hai ly, tâm sự chuyện khác đi. Từ Ngạo Tuyết chống đỡ thân thể mệt mỏi bò dậy, mặc một bộ áo ngủ đơn giản, đi theo Tề Đẳng Nhàn ra ban công. Tề Đẳng Nhàn cầm một chai rượu đỏ đã mở ra, sau đó rót hai ly, trong đó một ly đưa tới tay Từ Ngạo Tuyết. Hiện tại anh kẹp chặt đuôi chạy loạn khắp nơi, có chút giống bộ dạng năm đó bị đuổi khỏi đế đô. Từ Ngạo Tuyết cầm ly rượu, một ngụm rượu đỏ vào bụng, lập tức cảm thấy bớt đi ba phần mệt mỏi. Cô ta yêu nhã thong dong, cầm rượu vang tinh tế thưởng thức, khiến Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc ngắm nhìn. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai, nói cũng không ngờ rằng, anh là một người ngu xuẩn như vậy, biết rõ là bẫy, còn muốn chui vào bên trong. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu như cô gặp phải loại đối đãi bất công này, tôi cũng sẽ đứng ra, cho dù phải trả giá còn lớn hơn thế. Từ Ngạo Tuyết nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc và chua xót, cô ta cười nhạo nói, anh sẽ như vậy sao? Tôi chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm và quân cờ của anh mà thôi, nếu như tôi không chấp nhận anh ở thời khắc mấu chốt để chịu ra đâm sau lưng, nói không chừng tiền đồ hiện tại của tôi còn chưa biết được từng nào đâu. Bất cứ người nào quen biết tôi, gặp phải chuyện như vậy, tôi đều sẽ ra tay. Tề Đẳng Nhàn cũng rất nghiêm túc nói, có chút phiền muộn nâng cốc ly một hơi cạn sạch. Từ Ngạo Tuyết cũng không tiếp tục nghi ngờ nhân phẩm của hắn, bởi vì, nếu hắn có thể vì Lục Chiến Long mà ra tay, vậy cũng có thể vì người khác mà ra tay. Công nghĩa, ở trong lòng hắn, so với bất kỳ lợi ích nào cũng đều quan trọng hơn nhiều. Có lẽ, là bởi vì từ nhỏ hắn đã gặp phải bất hạnh bị cường quyền cưỡng bức, cho nên hắn mới có thể hiểu được đạo lý như vậy. Chuông tang không phải vì ai mà kêu, chính là vì hắn mà kêu. Hắn có lòng thương hại sâu sắc, đem bất hạnh của người khác, trở thành bất hạnh của chính mình. Từ Ngạo Tuyết khinh thường nói, bây giờ lại đánh bài thương hại với tôi. Tôi không nuốt nổi bộ dạng này của anh. Trong lúc nói chuyện, cô ta nâng đùi đẹp lên, chồng chéo đặt lên mặt bàn, ngón chân trong suốt long lanh, dưới ánh đèn ấm áp lộ ra ánh sáng mập mờ. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nói tôi uy lực mạnh mẽ một phương, cô lại yếu thế một phương, tôi đáng phải đánh bài thương hại với cô sao? Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đợi đến lúc đó, chúng ta đều đạt được mục tiêu của mình, sẽ dùng cách như thế nào để ở chung đây? Sống chết có nhau, hay là... Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng kiêu ngạo nói, tôi hòa giải với ai, cũng sẽ không hòa giải với anh. Cái chuyện sống chết có nhau, đừng bao giờ nghĩ tới. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, quay đầu lại, nghiêm túc nói với Từ Ngạo Tuyết, tôi không tin. Cũng giống như lời nói dối của cô. Ngay cả một dấu chấm câu cũng không tin. Từ Ngạo Tuyết hờ hững nói, vậy anh có thể chờ chết trong tay tôi, thời gian sẽ cho đáp án. Anh sẽ không thật sự cho rằng, anh khi dễ tôi nhiều lần như vậy thì tôi sẽ thích anh chứ. Điều này sẽ chỉ làm cho mối hận của tôi đối với anh, càng ngày càng sâu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, ngoài miệng rất cứng rắn, nhưng không phải thân thể lại rất thành thật sao. Vừa rồi cô vặn người như thế nào, tốt nhất là trong lòng nên tự biết. Từ Ngạo Tuyết điên cuồng kêu lên, đó là vì tôi muốn lấy được dược phẩm. Khốn kiếp! Tề Đẳng Nhàn cười đứng dậy, nói, nhìn kìa, mặt trời sắp mọc rồi. Từ Ngạo Tuyết nhất thời giật mình. Một tia nắng mặt trời, đã nhô ra từ trên mặt biển phương xa. Từ Ngạo Tuyết nhìn về phía xa, trong lúc nhất thời có hơi ngây ngốc. Từ khi cô ta thất bại tại Trung Hải tới nay, vẫn không rảnh ngắm nhìn những thứ phong cảnh này, trong lòng chỉ nghĩ. Một lần nữa đứng lên, cố gắng báo thù. Yên tâm đi, cho dù cô có ngã xuống địa ngục, hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ kéo cô ra. Tề Đẳng Nhàn đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Từ Ngạo Tuyết, cười nói. Tôi sẽ không trôi giạt đến mức đó, Từ Ngạo Tuyết kiên cường nói. Tề Đẳng Nhàn cũng đã xoay người đi chỗ khác, lười biếng nói, ở Hương Sơn có gặp phiền toái gì, cứ tới tìm tôi. Chuyện của cô, chính là chuyện của tôi. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn rời đi, Từ Ngạo Tuyết mới lấy lại tinh thần, cô ta đi tới phòng khách, nhìn thoáng qua hai thuộc hạ còn đang trong trạng thái hôn mê, bất đắc dĩ lắc đầu. Võ công của Tề Đẳng Nhàn này, trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể chế trụ được hắn. Nhìn thấy hoa hồng đặt trên mặt bàn, Từ Ngạo Tuyết nhíu mày, cười lạnh nói, cho rằng tặng tôi một bó hoa là có thể cảm động tôi. Người đàn ông nực cười. Cô ta nắm chặt bó hoa.
gai ngược phía trên trực tiếp đâm thủng da thịt của cô ta, máu chảy ra so với màu sắc của hoa hồng càng thêm đỏ tươi. Nhưng mà, cô ta không hề cảm thấy đau đớn. Tôi nhất định sẽ chính tay đâm anh, tôi nói được, thì làm được. Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi ra từ trong khách sạn, tinh thần sảng khoái, giãn eo một chút, sau đó đi đến bên bờ biển. Trên bãi biển có không ít du khách đang chụp ảnh, thức dậy cũng vừa sớm. Sau đó, hắn thấy Dương Quan Quan cùng Hoàng Sung, thật sự không ngờ rằng có thể gặp được hai đồ đệ ở chỗ này. Dương Quan Quan đi theo Hoàng Sung luyện công. Bàn về trình độ của khối này, thiên phú của cô ấy đương nhiên là không cần phải nói, hơn nữa còn được Tề Đẳng Nhàn đặc biệt chú ý, ngay cả thuật thực chiến thật đều ôm trong tay xem cả ngày. Cho nên, truyền thừa mà cô ấy nhận được, không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Thật ra không phải nói làm sư phụ quá bất công có lẽ là có một chút, nhưng cũng chỉ có thể nói là thiên phú của Hoàng Sung không thể khiến cho Tề Đẳng Nhàn coi trọng quá nhiều. Thứ đồ chơi như võ công này, rất chú trọng căn cốt và ngộ tính, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Cũng giống như Ronnie trong giới tập thể hình, thiên phú đỉnh cấp kia, ai cũng chỉ có thể hâm mộ và bị treo lên đánh thôi. Đại sư truyền nghề, có thể, Quan Quan vẫn là rất ổn áp đấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lý luận tri thức, Dương Quan Quan đều đã học tập kha khá rồi, điều cần thiết tiếp theo cũng chỉ là không ngừng mài giũa và tiến hành thực chiến, tới thời cơ thì sẽ có thể trở thành bậc thầy. Nhưng vào ngay lúc này, Chiến Phi hôm qua một mình biểu diễn tay không bắt chim hỉ thước và chim không bay ở trong viện của Hoàng Văn Lãng, xuất hiện ở bên cạnh bãi biển. Tề Đẳng Nhàn vừa mới chuẩn bị đi, thì nghe thấy Chiến Phi cao giọng nói, luyện quyền như vậy là không đúng, sức lực đánh ra không được đầy đủ, hơn nữa quyền ý vẽ hổ không thành ngược lại thành chó, thật sự là vô cùng kém cỏi. Thật không biết, sư phụ mấy người đã dạy mấy người kiểu gì vậy? Lời Chiến Phi nói làm Tề Đẳng Nhàn dừng bước. Giữa các vai võ phụ có một quy định bất thành văn, đó chính là khi người khác đang luyện công, anh nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, nhưng không cần làm ầm lên, càng không cần mở miệng chỉ bảo. Nếu không, việc này tương đương với chủ động kết thù, là phạm vào quy củ, nếu như không xin lỗi, vậy kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi đọ sức sinh tử. Sau khi Dương Quan Quan nghe được lời Chiến Phi nói, ánh mắt lạnh xuống, quay đầu tới, nói tôi còn tưởng là ai, hóa ra là sư phụ Chiến Phi. Không ngờ rằng sư phụ Chiến Phi thân là cao thủ hàng đầu của Hương Sơn, là hạng người đức cao vọng trọng, lại còn không hiểu quy tắc trong giang hồ bằng đám tiểu bối như chúng tôi. Là sư phụ của sư phụ Chiến dạy không tốt, hay là lúc trước anh học không giỏi? Sau khi vị Chiến Phi được xưng là cao thủ hàng đầu thần thủ của Hương Sơn này nghe thấy, cười phá lên, nói cô gái à, chẳng qua là tôi thấy các người luyện không đúng, nên mới lên tiếng chỉ bảo mà thôi, là có ý tốt. Từ trên quyền pháp của các người mà xem, đã biết sư phụ của mấy người cũng không ra gì rồi. Không bằng chuyển sang làm học trò của tôi dạy chút bản lĩnh thật sự cho mấy người, được không? Thế nào? Sắc mặt của Dương Quan Quan và Hoàng Sung đều đen lại, bọn họ có thể chắc chắn rằng, cái tên Chiến Phi này chính là cố ý tới gây sự. Xem cờ không gọi là quân tử, huống chi là xem luyện võ. Dương Quan Quan hít một hơi thật sâu. Nói, Chiến Phi, gọi anh một tiếng sư phụ Chiến, đó là coi trọng anh. Loại người không có phẩm đức như anh mà cũng dám nhảy nhót qua lại trước mặt chúng tôi đây, nếu sư phụ tôi có mặt, nửa phút đã có thể đánh chết anh rồi. Ha ha ha, một tên bán nước, có gì đáng nhắc đến chứ? Chiến Phi cười lớn nói. Dương Quan Quan tức giận, nhiều lời vô ích, để cho hai sư tỷ đệ chúng tôi tới thỉnh giáo bản lĩnh của anh xem nào. Nói xong lời này. Bước chân của Dương Quan Quan khẽ động, lao nhanh giống như ngựa chiến, đạp lên một cồn cát vàng, vò tới trước mặt Chiến Phi, đánh một quyền thật mạnh xuống. Trong mắt Chiến Phi hiện lên vẻ trêu tức, vừa muốn đi tiếp, lại thấy nắm tay của Dương Quan Quan mở ra, không biết từ lúc nào mà bên trong đó lại có một nắm cát, rồi ném thẳng lên mặt hắn. Được lắm, cô gái này vậy mà lại có kinh nghiệm thực chiến thật thâm hậu. Trong lòng Chiến Phi nghĩ thầm, cánh tay anh ta nhấc lên. Vung tay áo, mang theo sức gió mạnh mẽ, ngăn cách toàn bộ cát vàng ở bên ngoài. Mũi chân Dương Quan Quan xúc ở giữa cát đá một cái, một chân đá về phía hạ bộ,
đồng thời cũng xúc lên từng tảng cát lớn đá về phía mặt của Chiến Phi. Hai mắt của Chiến Phi nhíu lại, bước chân dẫm về phía bên trái ba bước và né ra, đồng thời, thân thể vung lên, quyền động theo người, một chút đập ra, đánh thẳng vào xương sườn của Dương Quan Quan. Ngay lúc này Hoàng Sung đuổi tới, hai quyền đồng thời nện thẳng vào huyệt Thái Dương và cổ yết hầu của Chiến Phi. Chiến Phi cười to một tiếng, nói chỉ ba cái mèo cào của mấy người mà cũng dám so chiêu với tôi ư. Tôi tự nguyện mở miệng dạy bảo các người, đó là vinh hạnh của các người, còn không quỳ xuống tạ ơn tôi. Anh ta dừng thân thể lại, tay năm tay mười, liên tiếp đánh vài quyền với Hoàng Sung và Dương Quan Quan. Cuối cùng, Dương Quan Quan bị Chiến Phi nắm chặt cổ tay, một cái tay vung tỉ bà chấn đến mức gân cốt cả người tê dại, sau đó ném ra ngoài, bay lên cao hơn 2 mét, xa 5-6 mét. Hoàng Sung cũng không khá hơn chút nào, Chiến Phi đối với hai người, đó thuần túy chính là nghiền áp về cả công lực và thể năng, ném cả hai ra ngoài. Người của Hoàng Sung ở không trung, lập tức duỗi tay sờ vào đùi của mình. Cái sờ này, lại là sờ trúng khoảng không, chỉ chạm đến da thịt. Anh ta cúi đầu thì thấy, khẩu súng mình giấu trong ống quần, không biết đã rơi từ khi nào. Trong tay Chiến Phi nhéo một mảnh vải vụn và một khẩu súng lục P1911, khẽ mỉm cười, hỏi cậu đang tìm cái này sao? Hoàng Sung đâm trúng bờ cát, đau đến mức muốn như nôn mửa, đồng thời trong nội tâm cũng khiếp sợ vô cùng, Chiến Phi này, rốt cuộc là sờ vào súng của mình vào lúc nào, thần không biết quỷ không hay, bản thân mình còn không có chút cảm giác nào. Dương Quan Quan làm một chiêu cá chép lộn mình từ trên mặt đất trở mình lên, nhăn mày lại, còn chưa kịp nói chuyện, thân thể của Chiến Phi cũng đã tới gần. Hai chiêu vừa rồi kia, chỉ là một chút giáo huấn nho nhỏ cho các người thôi, mà lần này, là muốn cho cả đời các người nhớ kỹ tôi. Chiến Phi lạnh lùng nói, thân thể nhất định, dầm một tiếng, toàn bộ cát vàng dưới chân anh ta nổ tung, trực tiếp biến thành một mảnh sa mạc. Ngay sau đó, Dương Quan Quan liền nhìn thấy chỉ một quyền đầu từ giữa cát vàng kia tạo thành màn sân khấu xuyên thấu ra, mang theo một cỗ khí thế không thể ngăn cản, đánh xuống xương quai xanh của mình. Người này, là muốn phế bỏ tay của tôi. Dương Quan Quan cắn răng một cái, khí huyết đột nhiên ngưng lại, trái tim dừng đập một chút, cơ tim chợt chặt lại theo, chuẩn bị dùng tới chiêu cự mãng phun đan liều mạng. Nhưng vào ngay lúc này, một bàn tay bụ bấm to lớn vỗ một cái lên vai cô ấy, lần này, vỗ đến mức khí huyết cả người cô ấy tán loạn. Ngay sau đó, một quyền đánh khác chui ra từ phía bên đầu của mình, cô ấy nhìn thấy rõ ràng, trên nắm tay kia, mạch máu đập mạnh, gân xanh chiếm giữ, tựa như một tay của thần. Đông! Hai nắm tay đụng vào nhau trên không trung. Khí kình dữ dội chấn động đến mức Dương Quan Quan gần như không mở mắt nổi, quyền kình khủng bố nổ vang, làm cho tai trái vốn đã bị thương của cô đau đớn vô cùng, lại còn có máu tươi chảy ra. Cút! Người ra tay lúc sau lạnh lùng phun ra một chữ, một quyền này mang theo làn sóng kình đến. Cái gọi là làn sóng kình, chính là một quyền ba kình, mà một quyền ba kình này, liên miên không dứt, tựa như sóng biển chồng chất, trào lên sóng thần. Sắc mặt Chiến Phi trong nháy mắt trắng bệch, hai chân cắm thật sâu giữa bờ cát, liên tiếp lùi ra xa gần 10 mét. Mãi đến cuối cùng, đôi tay của Chiến Phi nhấc lên, thân thể vặn vẹo, một chiêu lười chát y áp hơi thở xuống, lúc này mới vững vàng đứng lại. Thần thủ Chiến Phi, Tề Đảng Nhàn vừa mới ra tay, mặt đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chiến Phi và Tề Đảng Nhàn đánh một quyền tới, cũng cảm giác được công lực thâm hậu của đối phương, cái loại quyền ý đó, cái loại quyền kình che trời lấp đất nghiền áp vụt tới đó, thật sự là không thể dùng lời nói để hình dung được. Chiến Phi có một cảm giác rất kỳ diệu, cái tên mập mạp này, chỉ sợ chính là cao thủ lợi hại nhất mà đời này mình gặp được. Dương Quan Quan quay đầu sang, nhìn thấy là tên mập mạp Lý Bán Nhàn này, lắp bắp vô cùng kinh hãi. Tên mập mạp này, vậy mà lại có công lực mạnh mẽ đến thế. Cậu đường đường là cao thủ hàng đầu của Hương Sơn, lại thừa dịp sư phụ của người ta không ở đây mà tới bắt nạt hai tiểu bối, còn muốn ra tay phế bỏ võ công của người ta đi sao? Quả là không biết xấu hổ, Tề Đảng Nhàn cười lạnh nói. Ha ha, cậu cũng biết tôi là cao thủ hàng đầu của Hương Sơn, tôi đây dạy dỗ cho bọn họ, chẳng lẽ không phải phúc khí của bọn họ à? Có được sự chỉ dạy của cao thủ vô địch là tôi đây,
bọn họ không những không cảm ơn, mà còn dám nói năng vô lễ. Tôi dạy dỗ bọn họ một chút, không phải là điều nên làm sao. Trên mặt Chiến Phi cũng treo một nụ cười lạnh, nhưng tinh thần cũng đã nâng lên rồi, cơ thể vẫn luôn duy trì trạng thái khẩn trương nhất, để có thể vừa bị tấn công sẽ đáp trả được. Hai mắt Tề Đẳng Nhàn nhíu lại, mỉm cười nói, có tên nào dám xưng vô địch, kẻ nào dám nói không có đối thủ ở trước mặt tôi chứ? Hôm nay, để tôi xem vị cao thủ hàng đầu của Hương Sơn là cậu đây có gì hay ho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.